nhất có quỷ quái lợi hại xuất hiện, vậy sẽ phiền toái. Nghe xong lời này, Hàn Lập bật cười đồng ý, Nguyên Giao cũng không có ý kiến gì. Khi ba người sau khi nhận định chính xác phương hướng, liền đi ra khỏi quỷ vụ thì ở phụ cận có những mảng kỳ hoa dị thảo nhận không rõ tên, còn có bảy, tám tòa ngọc đình điêu khắc tinh tế, ở bên trong đang đứng hoặc ngồi hơn 30 tu sĩ. Trong nhóm tu sĩ này đại bộ phận người hoặc là sắc mặt tái nhợt, hoặc là vết máu đầy người, giống như vừa mới phải trải qua một phen khổ chiến mới đến được đây, nhưng trên mặt đều giấu không được vẻ hưng phấn. Thậm chí có chút tu sĩ tụ lại, nhỏ giọng nói nhỏ cái gì đó. Nhóm tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cực âm tổ sư cùng Vạn Thiên Minh cũng có mặt nơi này nhưng bọn họ phân ra ngồi ở trong hai cái ngọc đình nhắm mắt dưỡng thần. Còn hai vị bạch y trưởng lão của tinh cung không biết là vô tình hay cố ý mà khoanh chân ngồi trên khoảng đất trống ở giữa hai nhóm người, mặt không chút thay đổi, phảng phất giống như tượng đá, hoàn toàn yên lặng. Ở bốn phía bên ngoài hoa viên chừng hơn trăm trượng, tất cả đều là quỷ vụ đen xì cuồn cuộn, đem khối địa phương này vây quanh kín mít. Làm cho người ta cảm thấy đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên một chỗ của quỷ vụ tự động mở ra, từ bên trong không nhanh không chậm đi ra một vị nam tu sĩ. Vị nam tu sĩ này tuổi còn trẻ, khuôn mặt thanh tú, trên thân mặc một bộ quần áo màu xanh. Khiến cho người khác kinh ngạc chính là cả người từ trên xuống dưới đều không có một tia khác thường, thần sắc cũng cực kỳ ung dung, giống như là không trải qua tranh đấu gì mà đi đến nơi này. Loại tình hình cổ quái đó làm cho tu sĩ phụ cận có chút ngạc nhiên, ánh mắt nhìn người này có chút ý tứ phức tạp ở bên trong. Lúc này hai mắt đang nhắm của cực âm tổ sư mở ra một chút, nhưng sau khi nhìn thấy vị nam tu sĩ kia, thần sắc thất vọng trượt lóe, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bộ dạng một chút hứng thú cũng không có, mà vị nam tu sĩ kia nhìn thấy cực âm tổ sư, trên mặt lơ đáng lộ ra vẻ oán độc, nhưng rất nhanh khôi phục lại thần sắc bình thường, sau đó nhanh chóng đi đến. Hắn cũng không ở trong ngồi một chỗ với người khác ở trong Ngọc Đình mà tự mình tìm một góc vắng vẻ, chắp tay sau lưng, đồng thời lạnh lùng dò xét các tu sĩ khác một lượt. Không thấy thân ảnh của Hàn Lập, hai hàng lông mày trên khuôn mặt thanh tú của hắn hơi nhíu lại nhưng liền khôi phục vẻ bình thường. Chính lúc này, trong tình huống những vị tu sĩ khác chẳng biết gì cả, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một cái thanh âm hùng hậu của một nam tử. Thế nào, trợ thủ kia của người không ở đây sao? Chẳng lẽ hắn bị lệ quỷ cắn nuốt? Hắc hắc xem ra người ngươi tìm cũng chẳng ra gì. Thanh âm có vẻ lười biếng nói, im miệng, không nên ở trong cơ thể ta tùy tiện mở miệng nói chuyện, phải biết rằng trong này có một đống tu sĩ nguyên anh kỳ. Vạn nhất ai đó thần thức siêu cường, người vừa lên tiếng liền có thể bị cảm ứng được. Tu sĩ trẻ tuổi ngầm giận trong lòng, dùng thần thức lớn tiếng nói không hề khách khí. chương 446, tề tụ, Hư, phát hiện được thì sao? Bằng ta và ngươi hai người liên thủ, cùng lắm thì trở lại quỷ vụ chính diện tranh đấu mặc dù không phải là đối thủ của tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng thủ đoạn đào mạc ai có công pháp quỷ đạo thần diệu như chúng ta một giọng nam hùng hậu với vẻ tức giận không phục cất lên ngươi thì biết cái gì chứ nơi đây có ít nhất là ba bốn tên nguyên anh kỳ đều có pháp bảo cùng đặc thù thần thông khắc chế công pháp quỷ dị của chúng ta ngươi nếu muốn chết thì đừng liên lụy đến ta bằng không đừng trách ta không thủ tín hiện tại tiêu diệt ngươi đó tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên là huyền cốt thượng nhân lúc này thanh âm hắn lạnh lùng và trách móc. Huyền cốt lão để cần gì phải tức giận chứ, lão phu không nói nữa là được chứ gì, nhưng việc ngươi hứa tìm giúp ta một thân thể thích hợp thì không được nuốt lời đó. Nếu không ta sao lại giao một tia tinh phát vào trong tay ngươi và cam tâm rời khỏi quỷ vụ đây à. Người này dường như sợ huyền cốt tức giận, nhưng vẫn không nhịn được, nhắc nhở một chút sự tình mà hắn quan tâm nhất. Yên tâm đi, nếu ta cần người giúp đỡ để đối phó nghịch đồ cực âm thì phải sau khi có nhục thân hành động mới dễ dàng chứ đồng thời ta và người đồng bệnh tương lân đều nửa đường chuyên tu quỷ đạo vì vậy sao bổn nhân không thủ tín chứ huyền cốt thượng nhân lạnh lùng trả lời hắc hắc có lời này của đạo hữu thì ta đã yên tâm nói xong thanh âm hùng hậu đó tiêu biến khỏi đầu của huyền cốt điều này khiến cho hắn thở phào một hơi sau đó ngồi dựa lưng vào một cây tiểu thụ nghỉ ngơi một chút thời gian dần dần trôi qua số tu sĩ từ trong quỷ vụ đi ra càng ngày càng nhiều và càng ngày càng chật vật thậm chí có vài vị vừa nhìn đã biết nguyên khí bị đại thương, phỏng chừng phải mất khoảng vài năm tính tu mới mong phục hồi lại được tu vi như lúc đầu. Nhưng dù gì đi nữa thì trên mặt của bọn họ đều không giấu được vẻ vui mừng. Dù sao đi qua được ải quỷ vụ này, tối thiểu bọn họ cũng thu được một ít linh dược quý hiếm. Khi tu sĩ lục tục xuất hiện đạt 6, 70 người thì số lượng tu sĩ tiếp tục đi ra đột nhiên giảm hẳn. Sau nửa ngày mới có thêm lơ thơ, lác đác vài người mà trong đó có tên tu sĩ trẻ tuổi lúc đầu đi cùng với tử linh tiên tử. Người này áo quần sộc sạch, mặt mũi trắng bạch, xem ra đã chịu nhiều gian khổ. Hắn ta vừa đến liền vội vàng tìm kiếm một phen nhưng vẫn không thấy tung tích tử linh tiên tử, sắc mặt lộ ra vẻ lo âu, bộ dáng bồn chồn. Ngay lúc này, cực âm lão tổ và huyền cốt thượng nhân bởi vì không thấy hàn lập xuất hiện nên đồng dạng trở nên bất an. Huyền cốt thượng nhân trong lòng có chút lo lắng, nhưng trên mặt vẫn bảo trì vẻ chấn định, cực âm lão tổ thì có chút không chịu được cứ đứng lên ngồi xuống không yên thỉnh thoảng mở hai mắt ra âm trầm nhìn tứ phía quỷ vụ sau đó mới không cam tâm nhắm lại thật ra hắn là một người tính tình âm trầm căn bản không có những biểu hiện như vậy nhưng đồ vật trên người hàn lập là mấu chốt để lần này hắn có thể đoạt bảo khiến cho hắn nhấp nha nhấp nhổm loại cử động này đại bộ phận mọi người không có ai chú ý nhưng nho sinh lão giả bên cạnh nhìn thấy liền ho nhẹ một tiếng chậm rãi hỏi ô đạo hiếu tâm thần bất an chẳng lẽ trong số những tu sĩ chưa tới còn có người quen hay sao nói xong như thế lão giả liền nhìn chằm chằm vào cực âm tổ sư lộ vẻ nghi ngờ cũng không tính cái gì là quen biết chỉ là một tên tiểu gia hỏa trước đây từng gặp qua một lần cực âm tổ sư vừa nghe nói thế lập tức khôi phục lại thần sắc như thường bình thản trả lời một tên vãn bối sao thật có ý tứ vậy đến lúc đó ô đạo hữu phải giới thiệu cho lão phu một chút mới được tại hạ cũng rất thích dìu dắt hậu bối có tiềm lực nho sinh lão giả dị quang trong mắt chấp động cười cười nói ra lão hồ ly nghi tâm thực không nhỏ cực âm lão tổ thấy vậy liền mắng thầm trong bụng một câu tuy vậy ngoài miệng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng hàn lập đến bây giờ còn chưa xuất hiện thật sự làm cho cực âm cực kỳ phiền lòng nên không muốn đấu đá tâm cơ gì với đối phương dứt khoát nhắm mắt miễn cưỡng tiến hành minh tưởng vào lúc này trong đầu của huyền cốt thượng nhân thêm lần nữa vang lên âm thanh hùng hậu kia huyền cốt người nói xem trợ thủ kia có đến không sẽ không bị lệ quỷ thôn vệ chứ trợ thủ kiểu đó thì dùng được gì chứ yếu quá trong lời nói của vị này tựa hồ có chút hả hê huyền cốt thở dài một tiếng biết rằng với tính tình của đối phương không cho hắn nói phỏng chừng là không được a à. hắn cũng không thực sự muốn tiêu diệt đối phương dù sao vị này vẫn còn có chỗ hữu dụng mà cho đến hiện giờ vẫn không có ai kỳ quái nhìn về phía hắn xem ra tiến hành một chút đàm thoại cũng không có việc gì nghĩ tới đây huyền cốt chậm rãi nói, người này tương đối thần bí, tuy tuổi tác không lớn, tu vi chỉ có trình độ kết đan sơ kỳ những tuyệt đối sẽ không bị lệ quỷ sát hai. Cho dù ngươi gặp hắn, chỉ sợ là hồn phi phách tán, bỏ chạy chối chết, không nên coi thường. Kết đan sơ kỳ, huyền cốt người cũng quá coi thường ta đi, tu sĩ như vậy ta chỉ cần hé miệng là có thể hút khô máu huyết trên người hắn. Âm thanh hùng hậu kia căn bản không tin, diệt ma tiến chế bằng kim lôi trúc của ta, ngươi không phải là đã nếm đau khổ sao chẳng lẽ ngươi có biện pháp đối phó với phi kiếm chế bằng tài liệu như thế? Huyền cốt cười lạnh một tiếng nói, phi kiếm bằng kim lôi trúc, ngươi không phải nói đùa chứ, một đoạn kim lôi trúc duy nhất không phải là đã luyện chế thành diệt ma tiến rồi sao? Như thế nào vẫn còn pháp bảo như thế? Thanh âm này khi nghe xong liền trầm mặc, nhưng sau đó hoài nghi hỏi. Hắc hắc, thật hay giả đến khi đó ngươi sẽ biết, tuy nhiên đừng nói ta không để tỉnh ngươi, người này ngoại trừ pháp bảo bằng kim lôi trúc ra, còn có một ít thủ đoạn khó đối phó. Bằng không với danh tiếng của huyền cốt ta, cần gì phải liên thủ với một tu sĩ kết đan kỳ phổ thông. Nói xong lời này, huyền cốt liền không để ý đến đối phương nữa, bế mục dưỡng thần. Thanh âm hùng hậu kia cũng thức thời không hỏi gì nữa nhưng vẫn suy nghĩ xem lời của huyền cốt là thật hay giả. Đợi thêm vài canh giờ nữa, khi sắc mặt huyền cốt trở nên lo lắng, nghi ngờ Hàn Lập thật sự đã gặp chuyện thì ở một góc của đám quỷ vụ, vũ khí bỗng nhiên chuyển động, sau đó phân ra từ trong có ba người sóng vai đi tới đó chính là hàn lập cùng nguyên giao tử linh tiên tử nữ tử xinh đẹp nguyên dạo vẫn che mặt như cũ che giấu vẻ đẹp kiều diễm như hoa kia chứng kiến trước mắt có nhiều người như vậy hàn lập ngẩn ra có chút ngoài ý muốn nhưng sau khi liếc nhìn liền không chút do dự đi tới một góc không người tử linh cùng nguyên giao liếc mắt nhìn nhau một cái không kịp suy nghĩ muốn đi qua cùng nhưng lúc này một đạo nhân ảnh chợt lóe vị thanh niên nam tử tuấn tú mang áo xanh kia đã đi tới quan tâm hỏi tử linh tiên tử thật tốt quá tử linh nàng bình yên không có việc gì ta vẫn luôn luôn lo lắng đó nói xong lời này hắn vội vàng tiến lên thêm một bước muốn quan sát kỹ lưỡng xem nữ tử này có bị thương tổn gì hay không bộ dáng cực kỳ quan tâm lý huynh ta không sao cả tử linh vừa nhìn thấy người này cước bộ không nhịn được phải ngừng lại miến cưỡng mỉm cười thần sắc trên mặt bất định mà nguyên giao sau khi nhìn hai người với thâm ý sâu sắc liền một mình đi theo qua hàn lập mới vừa tìm chỗ để đứng một mình khi quay đầu thấy nữ tử nguyên giao đi sát theo sau không khỏi có chút ngoài ý muốn nhưng hắn lập tức nhíu mày nói nguyên cô nương chúng ta đã thoát khỏi quỷ vụ người tới đây còn có sự tình gì sao hàn lập mặc dù có chút động tâm đối với tư sắc vô cùng xinh đẹp của nàng nhưng tại nơi này hắn không định nhất tề hành động cùng ngoại nhân nên lời nói mang tính tự tuyệt nhưng điều này lại không làm cho nữ tử nguyên giao tức giận mà sau khi than nhẹ một tiếng liền đáp lời hàn huynh không nên phiền lòng đi theo đạo hữu cũng là việc bất đắc dĩ của nguyên giao mà thôi đạo hữu cũng biết nguyên khí pháp bảo của ta đã bị tổn thất nặng khi đại chiến với quỷ vương không có cách nào sử dụng thêm nữa mà trong hư thiên điện này nguy hiểm trùng trùng tiểu nữ tử chỉ biết mỗi mình hàn huynh nên mới dùng hạ sách này đạo hữu sẽ không trơ mắt nhìn nguyên giao bỏ mình tại đây chứ nói xong Hai mắt Nguyên Giao đỏ hồng như muốn rơi lệ, khiến Hàn Lập nhíu chặt hai hàng lông mày. "Nguyên cô nương, nếu ngươi đã nói ra những lời này thì tại hạ trước tiên phải hỏi rõ một số sự tình. Tại hạ không phải là chính nhân quân tử, tâm địa nhân nghĩa, không muốn bị người khác lợi dụng." Hàn Lập làm như không thấy ánh mắt buồn bã của Nguyên Giao, ngược lại bình tĩnh hỏi: "Hàn đạo hữu nếu có việc gì xin cứ hỏi, chỉ cần không dính dáng đến bí ẩn, Nguyên Giao nhất định sẽ khiến cho Hàn huynh vừa lòng." Nữ tử này thấy Hàn Lập không có một chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc gì cả nên trong lòng thầm giận. Nhưng lần này đi vào phải lấy một thu được một ít đồ khiến cho nguyên giao sau khi chủ trừ, gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Vấn đề của ta rất đơn giản đó chính là mục tiêu cụ thể lần này của nguyên đạo hữu là gì? Định vượt qua mấy cửa ải, giải thích thêm một chút ẩn tình vì sao khi thấy tại hạ thì bộ dáng kinh hoàng, có phiền phức gì lớn trên người hay sao? Tại hạ không muốn dính dáng vào chuyện thị phi, hàn lập chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm nữ tử này, chậm rãi hỏi, mắt cũng không chấp lấy cái nào. chương 447, không gian. Khi Nguyên Giao nghe xong hai vấn đề đầu của Hàn Lập, thần sắc vẫn bình thường không có gì thay đổi, tựa hồ sớm đã đoán trước được việc này. Nhưng nghe tới vấn đề cuối cùng liền ngẩn người ra, rút cuộc cũng lộ ra một tia kinh hoàng, miễn cưỡng cười nói. Lời đạo hữu thật có ý tứ, ta sao lại có phiền phức gì chứ? Vừa rồi sợ hãi như vậy chỉ là do, Nguyên cô nương nếu không định nói thật thì không cần nói nữa. Tại hạ cũng không muốn nghe những lời dối trá. Hàn lập không chờ nàng nói xong, đã khoát tay chặn lại, nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi, thấy bộ dáng hàn lập cứng rắn như vậy, trong mắt nguyên giao rút cuộc cũng lộ ra một tia tức giận. Nàng dùng hết sức dậm chân xuống đất một cái, rồi tức giận bỏ đi. Thấy thân ảnh nữ tử rời xa, trên mặt hàn lập cũng không lộ ra gì vẻ gì khác thường. Nhưng sau đó, hắn liếc mắt nhìn tử linh tiên tử ở đằng xa. Chỉ thấy nàng sắc mặt ung dung nói chuyện với nam tu sĩ kia, thấy hàn lập nhìn về phía mình liền khẽ cười tươi sau đó quay lại nói chuyện tiếp lúc này sắc mặt của hàn lập vẫn như thường thu ánh mắt trở về trong khi hắn chưa kịp nghĩ gì thì âm thanh của huyền cốt thượng nhân truyền đến bên tai hành động của ngươi cũng quá chậm đó bổn thượng nhân còn tưởng ngươi ngay cả một cái quỷ vụ nho nhỏ cũng không qua được chứ chẳng lẽ ngươi đã gặp quỷ vương sao giọng điệu huyền cốt thượng nhân có chút bất mãn và nghi hoặc nghe xong lời này hàn lập xoay người lại nhìn quỷ vụ xa xa không nhanh không chậm đáp. Trên đường đúng là có gặp một con lệ quỷ, nhưng không cần mất nhiều thời gian là đã giải quyết được nó, vì vậy sau đó là cả một đoàn câu hồn phi linh, phải mất nhiều thời gian và công sức mới thoát đi được. Câu hồn phi linh, trong lời nói của huyền cốt thượng nhân lộ ra một chút giật mình. Như thế nào, tiền bối chuyên tu quỷ đạo, chẳng lẽ cũng sợ nó sao? Hàn lập nhàn nhạt hỏi, lờ mờ mang theo một tia giò xét. Bổn thượng nhân sao lại sợ nó chứ, chẳng qua lão phu rất tò mò ba người các ngươi làm thế nào mà tránh khỏi được tai kiếp đó chứ huyền cốt thượng nhân trốn tránh vấn đề hỏi ngược lại hàn lập trong lòng cười lạnh một tiếng nhưng ngoài miệng đồng dạng cũng nhẹ nhàng kể lại vãn bối không có gì hay để nói cả chỉ gặp chút may mắn tránh được kiếp nạn mà thôi lời của hàn lập vừa nói ra không cần hỏi huyền cốt thượng nhân trong lòng cũng đồng dạng thầm mắng một câu tiểu hồ ly sau khi trầm ngâm một chút liền không thể không tiếp tục truyền âm hỏi được rồi nếu không muốn nói lão phu cũng không có hứng thú hỏi thêm làm gì chờ lần truyền tống tới hai người chúng ta sẽ nhất tề hành động trước tiên ta sẽ giúp ngươi bắt cho được cửu khúc linh sâm sau đó ngươi phải trợ giúp ta một tay để tiêu diệt tên nghịch đồ cực âm không thành vấn đề chỉ cần ngươi thật sự có thể giúp ta bắt được cửu khúc linh sâm thì ta sẽ mạo hiểm ra tay giúp ngược lại ngươi hàn lập không chút do so dự đáp xem ra với vấn đề này hắn đã có chủ ý từ lâu Câu trả lời thẳng thắn như vậy khiến cho Huyền Cốt thượng nhân rất là hài lòng. Cho nên hắn khẽ cười một tiếng, rồi sau đó không nói thêm gì nữa. Nhưng chính bản thân hắn cũng không thấy được là sau khi nói xong như thế, khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng, đồng thời hai mắt nhìn ra phía xa, thỉnh thoảng lóe lên những tia sắc nhọn lạnh lẽo. Đột nhiên Hàn Lập cảm giác có người đang nhìn kỹ hắn. Vì vậy hắn không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn một cái, kết quả thấy được ánh mắt như hổ đói của Cực Âm mang theo vẻ vui mừng hàn lập sắc mặt không chút thay đổi liền thu ánh mắt của mình về lúc này hắn mới lập tức cười khổ xem ra cho dù hắn không muốn dây dưa với vị cực âm tổ sư cũng không được bởi vì đối phương không có ý buông tha cho hắn thật không biết chính mình rút cuộc vì sao mà bị người này quan tâm nữa nhưng dường như cực âm tổ sư cũng có băn khoăn lo lắng nếu không thì trước đây trong nội điện đã sớm ra tay bắt hắn rồi chứ đâu cần phải ẩn nhẫn cho tới bây giờ hàn lập buồn bực trong lòng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bãi cỏ khi còn ở bên trong quỷ vụ hắn đã tiêu hao rất nhiều pháp lực vì vậy hắn cần phải sớm phục hồi lại trạng thái tốt nhất để còn đối phó với những rắc rối tiếp theo còn vị nữ tử nguyên giao lúc này đứng ở xa xa chỗ của hàn lập trong lòng có chút không cam tâm nhìn hắn trong ánh mắt có chút giận dỗi nhưng cũng có chút cô đơn lẻ loi tử linh tiên tử mặc dù đang được nam tử kia ân cần quan tâm cười nói không ngừng nhưng ánh mắt như có như không hướng về phía hàn lập nhìn một cái bộ dáng dường như có chút tâm sự mà Hàn Lập thì không để ý gì đến cử động của hai nữ tử này, chỉ chú tâm khoanh chân luyện khí. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã một ngày rồi. Khi có rất nhiều người có chút không kiên nhẫn thì trên phiến đá nhẫn bóng ở vị trí trung tâm được bao quanh bởi mấy ngôi đình xuất hiện một trận bạch quang chói mắt, khiến cho các tu sĩ chăm chú nhìn. Do đã có kinh nghiệm lần đầu nên lần này mọi người cũng không lộ ra vẻ giật mình gì cả. Quả nhiên sau khi bạch quang qua đi, trên đó hiện ra một cổ truyền tống trận, Hình dáng, kích thước giống đúc như cái lúc trước vậy. Lần này vẫn là hai vị bạch y trưởng lão của tinh cung từ từ đi tới, sau khi đưa mắt xem xét một chút thì lão giả có vẻ mặt đôn hậu hướng tới mọi người chậm rãi nói: "Cái truyền tống trận này là phương pháp duy nhất để đi tới Băng Hỏa Đạo. Trước khi tiến vào cửa ải thứ hai, mọi người đều có một chút thời gian đi hái linh dược, xem như là phần thưởng của việc vượt qua cửa thứ nhất. Nếu cảm giác cửa thứ hai quá nguy hiểm thì có thể quay ngược trở về đây chờ đợi là được." sau một tháng sau sẽ xuất hiện một cổ truyền tống trận đưa mọi người trở lại đại sảnh, khi đó mọi người có thể tự ra về. Nhưng vô luận là người muốn tiến vào cửa thứ hai hay là người đã mãn ý đều cần nhớ thời gian thu thập linh dược chỉ có một ngày, nếu vượt quá thời gian đó mà vẫn còn tham lam ở lại bên trong không chịu đi ra thì mãi mãi không có cách nào thoát thân cả. Theo ta biết thì phàm là tu sĩ còn ở bên trong thì lần sau khi hư thiên điện mở ra cũng không thấy một ai cả. Về nguyên nhân như thế nào tới nay không ai biết được cho nên chư vị không nên cố ý lưu lại nơi đó thanh âm của bạch y trưởng lão không lớn nhưng vang vọng cả toàn trường nên tất cả các vị tu sĩ có mặt đều nghe rõ ràng mà trong số họ có người biết việc này thì bình thường còn những người không biết đều lộ ra vẻ kinh ngạc mà vị trưởng lão kia nói xong liền cùng với vị trưởng lão còn lại dậm chân một cái lên truyền tống trận cổ xưa biến mất không thấy lần này các tu sĩ cũng không có trần trừ mà tiến tới bước đi dù sao thời gian cũng có hạn vì vậy thời gian tìm kiếm nhiều hơn một chút thì rõ ràng là thu hoạch cũng có khả năng nhiều hơn một chút. Hàn Lập sau khi thấy tia nhìn lơ đáng của huyền cốt thượng nhân đối với hắn thì cũng đồng dạng lẫn vào trong đám người, nhanh chóng truyền tống qua. Nhưng ngay khi chuẩn bị cất bước truyền tống, Hàn Lập lại thêm một lần nữa cảm ứng được ánh mắt hổ đói của cực âm tổ sư. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy tinh thần bất an, đồng thời nổi lên tức giận, sắc mặt trong tích tắc thời gian bạch quang lóe lên mang theo vẻ cực kỳ âm lệ. Mặc dù biết rằng người khác có ý xấu với mình nhưng lại không có khả năng phản kháng lại. Loại cảm giác vô lực này đã khơi dậy sự hung hăng cứng đầu mà Hàn Lập đã bỏ quên nhiều năm. Sau khi Hào Quang biến mất, Hàn Lập liền bước ra khỏi cổ truyền tống trận vài bước, mới nhìn xung quanh xem xét một chút. Cảnh vật ngay trước mắt khiến cho Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm. Bầu trời màu xanh với nhiều đám mây màu trắng, còn bốn phía là thảo nguyên xanh tươi, xa xa là đồi núi trùng điệp nối nhau, từng hồi hương thơm hoa cỏ truyền tới đây chính là bên trong hư thiên điện sao rõ ràng là một nơi nào đó trên lục địa với cảnh sắc tươi đẹp. Hàn lập kinh ngạc đứng xem hồi lâu mà không thốt lên được lời nào. trong lúc này Huyền Cốt thượng nhân cũng chậm rãi đi ra khỏi truyền tống trận vừa thấy bộ dáng chấn kinh của Hàn lập liền không nhịn được cười nói thế nào rất kinh ngạc sao lần đầu tiên khi tới đây ta cũng có bộ dáng giống như người vậy nhưng đây không phải ảo ảnh mà là cảnh thật xem ra cũng không phải là một nơi nào đó ở ngoại giới vì ở đây chẳng những linh khí tràn trề mà còn có một chút hương vị trong lành không thể nào hiểu rõ được nói xong như thế hắn liền hít sâu một hơi chậm rãi thưởng thức đây chính đại thần thông của cổ tu sĩ vào thời xa xưa có thể tạo ra một cái không gian nhỏ nhưng đáng tiếc loại thần thông kinh thiên động địa ấy lớp hậu nhân chúng ta lại không thể tái hiện được huyền cốt thượng nhân không nhịn được cảm thán trong ánh mắt lộ ra một tia hoài cổ một mình khai phá thiên địa nghe xong lời này hàn lập lộ ra vẻ hoảng sợ bộ dáng có chút không tin tưởng có lẽ thấy được suy nghĩ trong lòng của hàn lập nên huyền cốt thượng nhân bình tĩnh cười cười nói việc này đâu có gì là lạ chứ thần thông của các cổ tu sĩ rất lớn hơn xa những gì mà hậu bối chúng ta có thể tưởng tượng càng không thể nghĩ ra nhưng không biết vì sao trong một thời gian nào đó đều biến mất vô ảnh vô tung từ đó về sau tu tiên giới của chúng ta mới không thể vực dậy được hàn lập không có ý kiến phản bác lại Hai mắt đổ về phía con đường nhỏ trước mặt. Con đường dài vô danh mọc đầy cỏ dại, có vẻ mơ hồ không rõ, uốn lượn thông tới một nơi xa xôi nào đó. Hiện tại đối với Hàn Lập mà nói thì thần thông kinh người cùng với nguyên nhân biến mất của cổ tu sĩ chẳng có quan hệ gì với hắn cả. Phải xử lý sự tình trước mắt cho tốt đã rồi mới nói tới chuyện liên quan đến cổ tu sĩ. Chương 448 Tiểu Thạch Sơn sau khi phi hành dọc theo con đường nhỏ này mấy trăm dặm thì thấy phía trước một cái hạp cốc đã bị hạ cấm chế nó không rộng nhưng dài hun hút bên trong và bên ngoài thật sự là hai thế giới riêng biệt bên trong này có hai cái thông đạo phân biệt là huyền tinh đạo và dung nham lộ một cái thì băng hàn lạnh thấu xương nếu không chú ý sẽ bị đóng băng luôn thân thể cái kia lại cực kỳ nóng có thể đốt cháy con người thành cho bụi chỉ khi nào đi tới đoạn cuối của hạp cốc thì mới thấy được một cổ truyền tống trận đưa ra ngoài lúc đó mới xem là vượt qua cửa thứ hai của băng hỏa lộ giống như lúc đầu hai lão gia hỏa của tinh cung đã nói tất cả mọi người đều cùng có một ngày thời gian để thu thập thiên địa linh dược còn tự mình có thể tìm được thứ gì thì phải xem tạo hóa mà thôi huyền cốt thượng nhân thản nhiên nói nghe xong như thế hàn lập liền định hỏi thêm vài điều nữa thì thần sắc của huyền cốt thượng nhân biến đổi im lặng không nói bởi vì ở chỗ truyền tống trận phía sau bạch quang lại lần nữa lóe lên có người liên tiếp đi ra những người mới tới này cũng không thèm nhìn hàn lập và huyền cốt lấy một cái mà liền biến thành mấy đạo hào quang bay về phía dãy núi xa xa bộ dáng khẩn cấp tìm kiếm bảo vật giống như mấy người trước đó vậy nhìn thân ảnh của những người này đi xa rồi huyền cốt nhíu mày do dự một cái hé miệng nói chúng ta cũng phải đi thôi nếu không đám cực âm đến nói không chừng sẽ gặp chuyện không hay lời vừa thoát ra hắn không đợi hàn lập có phản ứng thân hình liền nhoáng lên thoáng một cái biến thành đoàn mây mù bay lên trời hàn lập thần sắc không thay đổi và cũng chẳng nói gì đồng dạng hóa thành một đạo hào quang bám theo ngay khi hàn lập và huyền cốt vừa bay đi khỏi không lâu sau đó nhóm nguyên anh kỳ tu sĩ của cực âm vạn thiên minh cũng trước sau được truyền tống tới nhưng do tránh tả lưỡng đạo vì vậy chia ra làm hai bên do man hồ tử và vạn thiên minh cầm đầu ngay khi cực âm vừa hiện thân liền đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm hàn lập nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn trong lòng có chút thất vọng nhưng ngoài mặt thì vẫn như thường thậm chí thỉnh thoảng còn thấp giọng nói cười vài câu với nho sinh lão giả. Tuy nhiên ôn phu nhân nhìn thoáng qua mọi người rồi lạnh lùng nói: "Ta muốn đi hái linh dược, sau đó sẽ trở về đình ngọc. Các ngươi muốn tranh đấu gì thì cứ tranh đấu, không nên lôi ta vào cuộc." Nói xong như thế, mỹ phụ liền nhanh chóng hóa thành một đạo ngân quang phá không bay đi. Chỉ còn lại song phương chính tà nhìn nhau, Vạn Thiên Minh sau khi liếc đám người ma đạo vài lần, thần sắc ngưng trọng cùng với thiên mộ tử thấp giọng nói vài câu rồi đồng thời phóng lên không trung không nói hai lời liền hợp lại thành một đạo hào quang ba màu bay theo một phương hướng nhất định chỉ còn lại mấy lão quái ma đạo không nhịn được chừng mắt nhìn nhau không biết nên đuổi theo đối phương hay không vì vậy bộ dáng có chút trần chờ luống cuống những không đợi bọn hắn phản ứng mấy bóng người chính đạo sớm đã không thấy tung tích cực âm tổ sư thấy vậy dị quang trong mắt lóe lên ho khan một tiếng rồi mỉm cười nói thanh huynh man huynh Tại hạ cũng muốn đi hái vài loại linh dược để trở về luyện đan, vì vậy xin phép cáo từ trước, chúng ta sẽ gặp nhau ở trước hạp gốc. Nói xong như thế, cực âm tổ sư vùng ống tay áo lên, một luồng hắc vụ to lớn thoát ra đem thân hình của ô sử ở bên cạnh bao phủ vào trong. Gió lạnh nổi lên, sau đó hai người liền biến mất vô ảnh vô tung. Man hồ tử thấy cảnh này, thần sắc khẽ biến, vẻ mặt có chút âm hàn. Còn lão giả áo xanh kia cũng nhướng mày lên, lộ xuất vẻ mặt yêu tư. Tên gia hỏa cực âm này chạy thật nhanh, xem ra độn thuật của hắn ngày càng tinh diệu. Thanh đạo hiếu, nếu như không có việc gì thì cùng ta đi hái thọ nguyên quả đi. Nếu có người trợ giúp một tay thì việc đối phó với ma núi thủ hộ linh thụ sẽ nắm chắc hơn vài phần. Sau khi xong sẽ chia cho ngươi một phần, niên kỷ của ngươi không còn nhỏ nữa, nếu có loại quả này thì tuổi thọ sẽ tăng lên không ít đó. Man hồ tử quay mặt nói với nho sinh lão giả đang cúi đầu suy nghĩ. Nho sinh lão giả, thanh dịch cư sĩ nghe xong liền ngẩn ra nhưng hai mắt chấp động vài lần, lộ suốt một tia xấu hổ đáp lời. Man huynh, thật sự xin lỗi, thanh mỗ cũng có chuyện quan trọng trong người, vì vậy không thể bồi tiếp man huynh một chuyến. Chúng ta gặp nhau ở trước gốc khẩu vậy, nói xong lão giả chắp tay chào rồi bay đi, còn sắc mặt man hồ tử lúc này lại phát xanh có chút đáng sợ. Hừ, tưởng rằng bồn đảo chủ phải có các ngươi hỗ trợ thì mới có thể lấy được thọ nguyên quả sao. Chờ khi vào tới nội điện ta sẽ cho các ngươi sáng mắt ra màn hồ tử thấp giọng thì thảo tự nói một mình rồi sau đó dậm chân người liền bay lên không trung tiếp theo hoàng quang lóe lên vài cái biến mất vô ảnh vô tung lúc này hàn lập bay theo sau đoàn mây mù do huyền cốt hóa thành sau khi đi được hơn hai thời thần thì dưới chân không còn là đại thảo nguyên cực kỳ bằng phẳng nữa mà là một dãy núi uốn lượn dài ngàn dặm núi non trùng điệp nối tiếp nhau cực kỳ hùng vĩ địa phương mà ngươi nói có còn xa không ta hoài nghi nếu bay thêm nữa thì sẽ đến đoạn cuối của không gian này mất hàn lập được bao bọc bởi một đoàn kiếm quang màu xanh có chút không kiên nhẫn cất tiếng hỏi một câu phía trước từ trong đám mây tuyền ra một tiếng cười lạnh tiếp theo huyền cốt không hề khách khí trả lời ngươi cho rằng loại linh vật như cửu khúc linh sâm sẽ ở nơi dễ dàng tìm được hay sao nếu dễ như thế thì không đến lượt ngươi đâu tiểu tử nhà ngươi muốn có miếng ngon thì phải chịu nhẫn lại một chút mới được nghe lời nói có nửa phần giáo huấn của đối phương hàn mang trong mắt hàn lập chợt lóe nhưng hắn cũng không nói gì thêm dù sao với tuổi tác và lịch duyệt của huyền cốt thì lão đích xác đủ tư cách dùng loại khẩu khí này để lên lớp hắn trong lòng hắn tuy có chút không thoải mái nhưng cũng chẳng hé miệng nói gì nhưng vẫn cứ như vậy bay đi thêm một hồi lâu nữa mà chưa thấy có dấu hiệu sắp đến ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng hàn lập trở nên bất an đối với lão quái huyền cốt tăng thêm vài phần chú ý sợ đối phương xuất kỳ bất ý ám toán mình đồng minh kiểu bọn họ không thể tin tưởng nhau được từ đầu hàn lập cũng không tin lần trước đối phương đến phiến không gian này lại vô duyên vô cớ bay xa như vậy bởi vì bình thường muốn tìm được linh dược thì phải bay đến các dãy núi có linh khí sung túc mới đúng trong số chúng có vài ngọn núi cho dù hàn lập phi hành trên không trung nhưng cũng cảm ứng rõ ràng linh khí ba động cực kỳ dày đặc linh thảo do chúng dưỡng dục chắc chắn là những thứ cực kỳ chân quý mà đối phương lúc trước vì sao cứ xem như không thấy trực tiếp bay qua nên càng lúc càng làm cho hàn lập thêm hoài nghi không biết là nhìn thấy được vẻ hoài nghi đó hay là do hắn im lặng khiến cho huyền cốt cảm nhận được sự không ổn, cho nên từ phía trước chuyển đến âm thanh của lão quái. Ta đã từng tới phiến không gian này hai lần, ngay lần đầu tiên ta đã may mắn phát hiện được cửu khúc linh sâm do lúc đó ta đang đuổi theo một con linh cầm thử hổ bay một mạch rất xa. Nếu không cũng chẳng có cơ duyên gặp được nó, dù sao theo giá trị chân quý mà nói, cửu khúc linh sâm cơ hồ là một loại tiên gia bảo vật, nói cái gì cũng sẽ không xuất hiện tại nơi đây theo ta phỏng đoán thì dưới sự phong bế của không gian và linh khí dày đặc bao nhiêu năm thiên địa tạo hóa xảo hợp mới tự động sinh ra một cây căn bản không ở trong dự liệu lúc trước của cổ tu sĩ hắc hắc hôm nay lại tiện nghi cho tiểu tử ngươi trong câu cuối của huyền cốt mang theo một phần ý tứ hâm mộ cùng tiếc hận như vậy sao hàn lập nghe xong mặc dù vẫn còn bán tín bán nghi tuy không có buông lỏng cảnh giác nhưng tóm lại cũng an tâm hơn một chút hai người một trước một sau bay thêm một đoạn thời gian dài nữa thì đoàn mây mù phía trước bỗng nhiên ngừng lại lơ lửng ở trong không trung không nhúc nhích tới rồi chính là nơi này nhưng đừng loạn động đi xuống lực cảm ứng của cửu khúc linh sâm này rất lớn chỉ cần tình hình có chút dị thường nó sẽ chui vào đã núi không hiện thân nữa phải xem xét cẩn thận rồi hạ thủ mới là thượng sách nếu không sẽ trắng tay quay về đó huyền cốt thượng nhận nhìn xuống phía dưới ánh mắt chấp động không ngừng không nhanh không chậm mở miệng nói tiền bối không tìm sai chỗ chứ nơi này là địa phương có linh vật hay sao hàn lập đảo mắt nhìn qua một lần không khỏi lộ ra một tia cổ quái hỏi ngay phía dưới hai người chỉ là một tòa núi đá nhỏ bình thường không những không có lấy một cành cây ngọn cỏ mà linh khí cũng ít đến đáng thương so với những ngọn núi lớn gần đó thì thực sự kém rất xa hàn lập khó có thể tin ngọn núi này là nơi có cửu khúc linh sâm hắc hắc tiểu tử ngươi kinh ngạc không ít phải không trước khi chưa nhìn thấy cửu khúc linh sâm ta cũng như thế nhưng chính xác nó tiềm phục ở đây đám mây mù từ từ tiêu tán lộ ra thân hình của huyền cốt thượng nhân cười mà không cười nói với hàn lập nếu đối phương đã khẳng định như thế thì hàn lập cũng không nói thêm gì nữa cặp mắt vẫn chú ý đến cử động tiếp theo của đối phương huyền cốt thượng nhân thì không hề để ý gì tới hàn lập mà nhìn chăm chú xuống phía dưới hai mắt đột nhiên bắn ra huyết mang dài khoảng một tấc khiến cho hàn lập nhìn thấy trong lòng thất kinh chương 449, ám kế. Huyết mang màu đỏ khủng bố trong đôi mắt của huyền cốt thượng nhân lóe lên vài lần rồi dần dần biến mất. Không sai đúng rồi, cửu khúc linh sâm chính xác vẫn còn ở đây, mặc dù linh khí lưu lại trên mặt núi đá lúc có lúc không. Sau khi hai mắt của huyền cốt khôi phục lại bình thường, lạnh lùng nói. Nghe được lời này của lão quái khiến cho hàn lập chấn động trong lòng. Hắn liền đem linh lực chuyển đến mắt rồi ngưng thần nhìn xuống dưới. Nhưng kết quả thật thất vọng, bởi vì hắn không phát hiện ra trên núi đá có gì đặc thù cả. Huyền cốt thượng nhân thấy thanh mang trong mắt của Hàn Lập ẩn hiện, liền biết hắn đang làm gì, bèn cười một cách khinh thường rồi nhàn nhạt, nhạt nói. Người không nên vọng tưởng có thể nhìn ra linh khí của cửu khúc linh sâm. Muốn làm vậy cần phải có thần thức cường đại, tối thiểu phải đạt tới nguyên anh kỳ thì mới có năng lực đó. Còn ta tuy chuyển qua tu luyện quỷ đạo nhưng thần thức cường đại lúc trước vẫn không bị tổn hại điểm nào. Trong lời nói của huyền cốt lờ mờ có ý tứ châm chọc, hàn lập trên mặt không có gì thay đổi cũng may nhờ sự nhắc nhở vô tình của lão quái nên hắn liền từ từ vận dụng đại diễn quyết trong cơ thể chỉ chốc lát sau hàn lập liền vui vẻ mừng thầm trong bụng bởi vì hắn cũng đã phát hiện ra ở ngọn núi đá nhỏ phía dưới nhìn thấy từng tia linh khí màu xanh phân bố cực kỳ lộn xộn và còn vô cùng mờ nhạt may mắn là trước khi tới đây ta sớm đã chuẩn bị biện pháp truy bắt cửu khúc linh sâm vì thế một ít thứ đặc thù đã được ta chuẩn bị khi đi ngang qua một tiểu đảo hiện tại trước hết cần phải bố trí cạm bẫy để cho nó tự mình tiến vào mới có thể dễ dàng tóm lấy huyền cốt thực không biết hàn lập có thể nhìn ra được linh khí sau khi liếc qua ngọn núi đá bên dưới liền nhàn nhạt nói tiếp theo hắn liền đưa tay vào túi chữ vật lấy ra một vật màu vàng óng ánh cầm ở tay đây là hàn lập có chút ngạc nhiên liếc mắt xem xét một cái đây là một quả kim ti cầu to bằng quả trứng gà tản ra hào quang nhàn nhạt tựa hồ đã trải qua luyện chế đặc thù thấy hàn lập còn nghi hoặc nhìn Huyền cốt thượng nhân cười lạnh một tiếng, rồi lấy năm ngón tay chụp lấy quả cầu, hắc quang chợt lóe lên. Một đạo kim ti từ quả cầu phun ra, càng lúc càng dài, nhanh chóng đan xen vào nhau, kết thành một cái kim ti võng xinh đẹp, chỉ có kích thước khoảng bàn tay nhưng cực kỳ đặc biệt, lấp lóe hào quang. Cửu khúc linh sâm chỉ có đồ vật thuần kim thì mới có khả năng bắt giữ. Còn bất kỳ pháp bảo hay đồ vật khác, nó đều có thể độn tẩu thoát ra. Ngươi hãy cầm kim ti cầu này chuẩn bị cho tốt. Huyền cốt nhìn chằm chằm hàn lập, trịnh trọng dặn dò. Nghe huyền cốt nói xong, hai hàng lông mày của Hàn Lập nhướng lên, tự đánh giá một chút, rồi lặng lẽ phất tay về phía kim ti võng. Siêu một tiếng, kim ti võng liền tự động bay tới trên tay Hàn Lập, hắn không thèm nhìn, bỏ ngay vào túi chữ vật. Huyền cốt thượng nhân thấy vậy liền mỉm cười, bàn tay lật lại liền có bốn cây cờ nhỏ màu vàng đất xuất hiện. Mấy cây cờ nhỏ này trên mình phủ đầy phù văn, hào quang lờ mờ chấp động. Di, với những hiểu biết hiện tại của Hàn Lập về trận pháp, vừa thấy những cây cờ nhỏ đó, đầu tiên là kinh hãi, sau đó lộ ra vẻ trầm ngâm, cuối cùng là thần sắc khó tin. Sao, hàn lão đệ cũng biết những cây cờ nhỏ này, huyền cốt thấy hàn lập mặt lộ vẻ khác thường, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hàn lập không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn chăm chú mấy cây cờ nhỏ thêm một chút rồi mới ngẩng đầu nghiêm nghị nói. Cái này chẳng lẽ là những khí cụ dùng để bày tứ tượng huyền vũ trận. Ngoại trừ loại cổ trận pháp này ra, vãn bối thật không nghĩ ra loại khác nữa, chỉ bốn cây cờ nhỏ nhưng có thể tạo thành một cái đại trận thổ thuộc tính. Thật không nghĩ tới, ngươi còn tinh thông cả trận pháp nữa, xem ra tìm ngươi trợ thủ dường như đã tìm đúng đối tượng. Không sai, đây chính là trận tứ tượng huyền vũ trận do ta nửa đường luyện chế, mà cũng chỉ có loại trận pháp mới có thể biến tất cả mọi thứ đất, đá trong vòng phương viên vài chục trượng thành thứ cứng rắn như sắt, mới có thể vây khốn được cửu khúc linh sâm. Nếu ngươi hiểu trận pháp vậy ta sẽ giao cho ngươi bố trí nó, còn ta phải đi dò xét tung tích cụ thể của linh sâm huyền cốt trên mặt có chút kinh ngạc nhưng liền khôi phục lại như lúc ban đầu nói sau đó hắn liền đem bốn cây cờ nhỏ giao ra cho hàn lập mà không chút do dự nào cả còn mình thì biến thành một đoàn âm vân vô thành vô tức bay về phía ngọn núi nhỏ hàn lập nhìn trận kỳ trên tay lại liếc nhìn bóng lưng của lão ma trong mắt hiện lên một tia cổ quái nhưng sau khi liếm liếm môi liền cười lạnh một tiếng hạ xuống phía dưới còn lúc này từ trong người huyền cốt lại truyền đến một âm thanh hùng hậu của một nam tử huyền cốt người đem trận kỳ giao cho hắn là có ý tứ gì ta cũng nhìn không ra mối quan hệ của hai người các ngươi tốt đến mức đó chẳng lẽ ngươi đã có quỷ kế gì khác sao người này tựa hồ rất là hiểu rõ huyền cốt thượng nhân nói ý tứ gì cơ chứ ta giao chúng cho hắn để tự mình hắn bố trí khi đó hắn mới yên tâm nhập trận bắt giữ linh sâm còn ta thì nhân cơ hội này sẽ xuất thủ huyền cốt bỗng nhiên âm trầm nói với thanh âm vô cùng lạnh lẽo bây giờ tiêu diệt hắn sao ta không có nghe lầm đấy chứ ta cứ nghĩ tối thiểu cũng phải chờ tới lúc sau khi diệt được cực âm rồi chúng ta mới ra tay với hắn chứ. Âm thanh nọ kinh ngạc thốt lên, không được, tên tiểu tử họ hàn này quá xảo trá. Thời gian càng dài, ta càng sợ đêm dài lắm mộng, hơn nữa hắn chắc chắc có chủ ý riêng của mình, ta cũng không thể nắm chắc là có thể khống chế được. Vạn nhất hắn đột nhiên bán đứng ta cho tên nghịch đồ cực âm, vậy thì gai to. Mặc dù khả năng xảy ra rất thấp nhưng ta, huyền cốt quyết không mạo hiểm thêm lần nữa dù sao đã ăn phải quả đắng một lần ta sẽ không bao giờ nhẹ dạ cả tin bất kỳ kẻ nào huyền cốt lãnh khóc nói vậy là ngay từ đầu ngươi đã không muốn đem cửu khúc linh sâm giao cho hắn đúng không giọng của gã nam tử lại dương dương nói tiếp không sai ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị thì không thể nào cam tâm giao cho kẻ khác cho dù linh sâm đó không trợ giúp tu vi của ta tăng tiến nhưng chỉ cần có vật ấy trong tay ta có thể dùng nó đổi lấy thứ hữu dụng từ người khác hơn nữa Hắn lại có được Kim Lôi Trúc Pháp Bảo, trước sau gì cũng là đại địch của những người theo chuyên tu quỷ đạo như chúng ta. Tốt nhất là nên sớm tiêu diệt, đồng thời ngươi cảm thấy thân thể tiểu tử họ Hàn này như thế nào?" Thần Sắc Huyền Cốt âm lệ nói, nhưng câu cuối lại chuyển qua chủ đề khác, đột nhiên hỏi nam tử kia một câu. Điều này liền làm cho nam tử đó cả kinh, nhưng lập tức trở nên hưng phấn. "Ngươi muốn giúp ta đoạt xá thân thể của hắn, việc này thực quá tốt, nhưng còn tên cực âm thì ngươi tính thế nào?" ngươi không định đối phó với hắn nữa sao nam tử có chút trần chờ hỏi huyền âm đại pháp của cực âm là do chính ta truyền thụ nên trong công pháp sớm đã lưu lại một ít sơ hở để có thể đưa hắn vào chỗ chết đến lúc đó chỉ cần ta và ngươi trong thân thể mới liên thủ là đủ để tiêu diệt hắn huyền cốt hết sức tự tin nói ra thì ra là như thế tuy nhiên ngay từ đầu ngươi đã muốn tiêu diệt hàn tiểu tử kia nếu vậy vì sao ngươi vẫn cố ý tìm hắn liên thủ ngươi đúng thật là một lão hồ ly nam tử đối với tâm cơ của huyền cốt cực kỳ bội phục. Hừ, người đánh giá ta quá cao rồi đó. Trước khi gặp ngươi, ta thật sự muốn liên thủ với hắn để đối phó cực âm. Mặc dù ta nắm được những yếu điểm của công pháp mà tên nghịch đồ của sử dụng, tuy vậy có thêm người trợ giúp thì thêm phần chắc chắn. Nhưng hôm nay gặp được một người quen cũ như người đây, tự nhiên ta không còn cần hắn nữa. Vì thế tốt nhất là nên đem hắn tiêu diệt sớm hơn một chút để trừ hậu hoạn về sau. Huyền cốt không thèm để ý nói ngươi đóng kịch cũng thật là hay khi còn ở ngọc đình ngươi tỏ vẻ lo lắng làm cho ta tưởng là ngươi thật sự đang rất cần hắn trợ giúp không ngờ được đã sớm có ý định động thủ giết người nam tử thở dài một hơi trong lời nói có chút ý tứ phức tạp hừ lúc ấy ta lo lắng là sự thật tuy nhiên không phải là sợ hắn không thể giúp ta phục thù mà sợ mấy thanh phi kiếm kim lôi trúc của hắn rơi vào tay kẻ khác đều vẫn tồn tại bất lợi lớn đối với những người chuyên tu quỷ đạo như chúng ta huyền cốt hừ lạnh một tiếng nếu đã biết hắn có pháp bảo luyện từ kim lôi trúc mà ngươi còn dám khinh cử vọng động như thế này sao chẳng lẽ ngươi đã dám nắm chắc phần thắng nam tử trầm mặc một chút rồi quan tâm hỏi vì việc này có liên đến chính bản thân mình nên hắn cần hỏi rõ ràng một tí lúc này huyền cốt thượng nhân đã tới gần ngọn núi không ngừng bay quanh dò xét nguyên bản lúc đầu ta muốn chính là để hắn dùng kim ti võng tiến vào tứ tượng huyền vũ trận bắt cửu khúc linh sâm sau khi thành công liền lợi dụng trận đó vây khốn tên hàn lập này luôn nhưng ta lại không ngờ hắn lại biết chút hít về trận pháp khi đó ta liền đem trận kỳ giao cho đối phương cứ như vậy kế hoạch càng thêm hoàn hảo huyền cốt lộ ra vẻ tươi cười cực kỳ quỷ dị đầy thâm ý nói chẳng lẽ ngươi đã động tay động chân lên trận kỳ đó rồi sao nam tử dường như hiểu ra liền hỏi hắc hắc việc này đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết trước tiên phải tìm ra cửu khúc linh sâm đã nếu không tên tiểu tử đó chắc chắn sẽ rút lui huyền cốt làng tránh nói qua chủ đề khác Nghe vậy nam tử kia hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng có chút mất hứng. Phải nói lại rằng công pháp quỷ tu của ta trước đây là do ngươi truyền thụ, chủ yếu là để tìm kiếm cửu khúc linh sâm. Nhưng không ngờ sau khi bị tên nghịch đồ cực âm phản bội, nó lại cứu mạng ta. Hàn Quang trong mắt Huyền Cốt chợt lóe nói, cũng chẳng tính là truyền thụ gì cả, chỉ do lúc đó cần đến mà thôi. Nam tử có chút cảm khái nói, chương 450 hiện hình, được rồi, đừng nói những lời thừa nữa giờ thì ngươi giúp ta đi bắt cửu khúc linh sâm trước sau đó giết tên tiểu tử kia để ngươi có nhục thân thanh âm của huyền cốt lạnh lùng ngắt lời nói không thành vấn đề bằng vào hai người chúng ta dùng siêu linh đại pháp tìm kiếm linh sâm thực dễ như trở bàn tay nam tử khinh thường trả lời vậy bắt đầu thôi nói xong như thế sắc mặt huyền cốt trầm xuống tay áo phất xuống hai đạo hắc khí từ trong ống tay áo bắn thẳng ra sau khi tiếp xúc liền chui vào trong lòng đất vô ảnh vô tung cùng lúc đó dưới chân huyền cốt liền xuất hiện một đạo lục quang, nhanh chóng bay ra rồi biến mất. Còn bản thân của huyền cốt thì bay lơ lửng ở trên không, hai mắt nhắm lại, thân hình không nhúc nhích. Còn lúc này trên mặt đất, trên tay Hàn Lập đang cầm một cây cờ nhỏ màu vàng, thân sắc tuy bình thường nhưng ánh mắt lấp lóe không chừng, dường như đang suy nghĩ việc gì đó, lộ ra vẻ trần chờ Đột nhiên hắn dương tay lên, một đạo hoàng quang bay ra, cây cờ nhỏ trong tay cắm chặt vào mặt đất mặc dù nhìn không ra trận kỳ có cái gì không ổn nhưng ngươi thực sự nghĩ ta không để phòng sao. Hàn lập lẩm bẩm một mình, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh. Sau đó từ trong túi chữ vật hắn lấy ra hơn 10 cây cờ nhỏ màu vàng tương tự, tản ra linh khí thổ thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Nhìn thấy những cây cờ nhỏ lấp lánh hào quang này, thần sắc hàn lập thoáng lộ ra một tia quỷ dị, đột nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc này, ở chỗ của huyền cốt có hai đạo hắc khí cùng một đao lục quang chui ra khỏi mắt đất và phi về bên trong cơ thể lão quái. Tìm được rồi. Không ngờ cửu khúc linh xâm trốn quá kỹ, nó giấu bản thể của mình trong hốc đá. Nếu không xem xét cẩn thận, sợ rằng cũng không phát hiện được nó. Âm thanh hùng hậu có chút đắc ý của nam tử vang lên trong đầu Huyền Cốt. Tốt, tìm được là hay rồi. Giờ ta đi xem tên tiểu tử đó bày trận đàng hoàng và đi vào hay chưa. Còn ngươi phải cẩn thận một chút, không nên tùy tiện hiện thân kẻo đối phương phát hiện ra. Huyền Cốt cẩn thận dặn dò. Yên tâm đi. Hóa hình chi thuật mà ta sử dụng chỉ với thần thức của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có khả năng phát hiện ra, nếu không thì không ai phát hiện được, nhưng nếu ngươi không có khả năng chế trụ được đối phương, đừng hy vọng ta sẽ xuất thủ trợ giúp vì kim lôi trúc pháp bảo chính là khắc tinh của lệ hồn không có hình thể như ta. Ta thật không muốn bị ích tà thần lôi khiến cho thần hồn bị tiêu diệt. Nam tử nói toạc ra những lời khó nghe, hừ, đối phó với một tên tiểu bối kết đan sơ kỳ, ta còn cần ngươi hỗ trợ hay sao? Ta phải nắm chắc 10 phần thì mới động thủ, hơn nữa ngươi không cần phải sợ ích tà thần lôi đâu vì mấy ngày trước khi ta đánh nhau với hắn, mấy thanh kiếm kia vừa mới sử dụng không lâu, cho dù trong pháp bảo còn tồn dư thần lôi thì phỏng chừng khi đi qua quỷ vụ đã hết rồi mới đúng, nên phi kiếm kia hiện tại không đủ gây uy hiếp. Ngược lại ngày trước gặp hắn, ta thấy tên tiểu tử đó phóng ra một đám kỳ trùng khiến cho ta cố kỵ. Với lịch duyệt của mình mà vẫn không biết cụ thể là loại gì nên ta có chút kỳ quái, có lẽ so với bọn kỳ trùng bình thường lợi hại hơn một ít. Huyền cốt nhàn nhạt nói, ô, nếu không có ích tà thần lôi thì người này chẳng có uy hiếp gì cả, đến lúc đó ta sẽ tùy theo tình huống thực tế mà xem xét có nên ra tay hay không. Khẩu khí nam tử trở nên nhẹ nhàng hơn, huyền cốt nghe xong, khóe miệng khẽ nhách, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn nắm giữ một tia bổn mạng tinh phách của đối phương nhưng cũng biết rõ rằng bằng vào việc đó vẫn hoàn toàn không khống chế được. Đối phương đã chuyên tu quỷ đạo nhiều năm nên thủ đoạn liên quan đến việc khống chế các loại hồn phách tự nhiên cao hơn hắn nói không chừng đối phương nhiều lắm là tổn thương nguyên khí để thoát khỏi sự khống chế vì vậy hắn cũng không muốn quá phận bức ép đối phương huyền cốt nhìn chung quanh dò xét một cái rồi hóa thành một đoàn mây mù bay lại chỗ hàn lập khi thấy hàn lập rồi hắn liền hạ người đáp xuống bên cạnh khu vực này mặc dù bằng phẳng nhưng có rất nhiều cỏ dại cộng thêm một số cây to thơ thất hợp thành một mảnh rừng ở phía sau bố trí kỹ chưa huyền cốt vừa xuất hiện trước mặt hàn lập liền hỏi đương nhiên xong rồi ở phía bên kia, Hàn Lập tựa lưng vào một cây đại thụ, thản nhiên đưa tay chỉ về phía sau. Huyền Cốt ngưng thần nhìn lại, quả nhiên nơi khu rừng nhỏ phía sau có một lượng rất lớn thổ linh khí lăn tăn xuất hiện. Trong lòng Huyền Cốt ngầm vui mừng, tiếp theo hắn lấy từ trong túi chữ vật ra một cái hộp ngọc rồi mở nắp ra. Đây là cái gì? Hộp ngọc vừa mới mở ra, một mùi cực kỳ hôi thối bay thẳng vào mũi, Hàn Lập vừa ngửi thấy liền đứng bật dậy, lập tức phong bế hô hấp, thần sắc cảnh giác lùi lại phía sau mấy bước hồ nghi nhìn huyền cốt thượng nhân không cần đa tâm đây là phân của xạ lan thú vật này rất khó ngửi nhưng lại là thứ cực kỳ dụ hoặc đối với cửu khúc linh sâm chỉ cần bỏ nó vào trong trận thì chắc chắn hóa thân của cửu khúc linh sâm thế nào cũng tìm tới đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay khống chế hóa thân đó rồi ung dung đào lấy bản thể mà không cần sợ nó trốn mất huyền cốt thượng nhân liếc hàn lập một cái chậm rãi giải, giải thích phân của xạ lan thú nghe xong hàn lập liền nhìn hộp ngọc trong tay của huyền cốt Giờ phút này hắn mới nhìn rõ, thì ra đây là một khối vật phẩm màu vàng, to bằng ngón cái, mùi khó người kia đích xác từ nó bốc ra. Hàn lập không khỏi ngạc nhiên, hắn đương nhiên biết xạ lan thú, đó là một loại linh thú kỳ quái mà người tu tiên thường hay nuôi dưỡng. Trên đầu của nó có một cái sừng dài màu đỏ tỏa ra một mùi hương dễ chịu với tác dụng an thần định tâm nên tu tiên giả rất thích. Nhưng lại không nghĩ ra phân của nó lại có mùi cực kỳ khó ngửi. Không biết sao mà cửu khúc linh sâm lại thích được. Điều này khiến cho Hàn Lập hết chỗ nói. Tuy vậy nhưng Hàn Lập nhìn thần sắc không chút biểu tình của huyền cốt rồi mỉm cười nói. Vậy mời tiền bối mang vật này đem bỏ vào trong trận. Ta phải đi xem xem trận kỳ này có gì bất ổn không. Sau đó ta sẽ thủ ở nơi này tìm cách bắt lấy hóa thân, còn bản thể của cửu khúc linh xâm đành phải phiền tiền bối vậy. Nói xong lời này, Hàn Lập liền ôm quyền hướng về phía huyền cốt, rồi đi thẳng tới mảnh rừng phía sau, không biết sử dụng thủ đoạn gì mà lập tức vô ảnh vô tung. Huyền cốt hơi ngẩn người ra, nhìn đám rừng cây với thổ linh khí nồng đậm, hắn ngầm nhíu mày. Nhưng sau khi khóe miệng khẽ nhếch liền dương tay lên, một đạo hắc khí biến thành một con quái xà, ngầm cái hộp ngọc bay thẳng vào chỗ trung tâm của mảnh rừng, đặt nó vững vàng trên mặt đất rồi mới quay trở về. Làm xong việc này nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hàn Lập ở đâu cả. Điều này khiến cho sắc mặt huyền cốt lộ suốt một tia âm lệ. Nhưng hắn vẫn không nói lời nào bay lên trời. Sao vậy? Trận kỳ kia là do ngươi cấp, sao giờ lại lo lắng như vậy một giọng hùng hậu của nam tử có chút cười nhạo bỗng vang lên trong đầu của huyền cốt cẩn thận vẫn hơn ta trước tiên phải kiểm tra qua pháp trận để xem hắn có thực sự sử dụng trận kỳ mà ta đưa cho hắn hay không rồi mới nói tiếp tuy rằng khả năng trên người đối phương xảo hợp có trận kỳ thổ thuộc tính là cực kỳ ít ỏi nhưng ta cũng không muốn mạo hiểm huyền cốt thờ ơ nói nếu ngươi lúc trước cũng cẩn thận thì sẽ không đến nỗi như vậy xem ra việc ăn phải quả đắng thực sự không uổng phí phải không lão đệ nam tử cười hắc hắc nói huyền cốt thượng nhân không nghe ra được là hắn đang khen ngợi hay nói móc mình nữa việc này khiến cho hắn buồn bực trong lòng hư lạnh một tiếng không thèm để ý gì nữa đến nam tử kia lát sau huyền cốt đã lơ lửng ở không trung thân hình bất động năm ngón tay mở ra trong lòng bàn tay đã có một cây cờ nhỏ màu vàng cây cờ này cực kỳ tinh xảo tuy có ngắn hơn nhưng giống y đúc những cây cờ mà hắn đưa cho hàn lập huyền cốt trịnh trọng nhìn nó rồi khẽ lay động vài cái cây cờ nhỏ liền xuất hiện một đạo quang mang màu vàng, sau khi bay quanh huyền cốt một vòng liền trực tiếp hướng xuống mảnh rừng ở phía dưới. Thấy như vậy, huyền cốt thở phào một hơi, trên mặt lộ suốt một tia độc ác. Tiếp đó hắn liền thu cây cờ lại, liếc mắt nhìn về phía đại trận, xong rồi bay đến một chỗ nào đó của ngọn núi đá. Lúc này, Hàn Lập mới từ trong rừng cây xuất hiện. Nhìn thân ảnh xa xa của huyền cốt, Hàn Quang trong mắt Hàn Lập lóe lên vài lần, sau đó thân hình liền mơ hồ tan biến đi còn cái hộp ngọc kia càng ngày càng tỏa ra mùi hôi thối khiến cho hàn lập đang ẩn nấp trên một cây đại thụ gần đó nhíu mày không thể làm gì khác hơn là phải tự phong bế hô hấp thời gian từ từ trôi qua tinh thần của hắn cũng bắt đầu được đề cao thời gian lưu lại đây thực sự không nhiều nếu cửu khúc linh sâm vẫn không xuất hiện thì hắn chỉ còn cách đi về tay không mà thôi đang lúc hàn lập suy nghĩ thì thần sắc khẽ biến thần thức của hắn dường như cảm nhận được cái gì đó không lớn lắm xông vào rừng cây điều này làm cho hàn lập vừa mừng vừa lo triệt để yểm trụ khí tức trên người, cặp mắt nhìn chòng chọc chỗ có hộp ngọc. Hoàng quang chợt lóe lên, trên thảm cỏ phía ngoài đại trận xuất hiện một con thỏ lấm la lấm lét. Toàn thân nó trắng như tuyết, đôi mắt màu đỏ chuyển động không ngừng, chấp động liên hồi, hết nhìn đông lại nhìn tây, bộ dáng cực kỳ nhát gan. Mặc dù vậy nhưng cái mũi đỏ hồng của nó vẫn hướng về phía cái hộp ngọc người người không ngừng, trên mặt lộ ra một tia say mê giống đúc con người. Cái mùi hôi thối kia đối với Hàn Lập mà nói thực sự rất khó chịu nhưng đối với con thỏ kia thì lại là một thứ gì đó cực kỳ quyến rũ. chương 451, phiên kiểm. Không cần hỏi cũng biết ngay con thỏ trắng kia chính là hóa thân của cửu khúc linh sâm. Hàn Lập hưng phấn nhìn chằm chằm nó. Khi hắn toàn lực sử dụng đại diễn quyết chuyển đến mắt thì thấy rất rõ linh khí nồng đậm, cực kỳ kinh người trên thân của con thỏ. Thật không hổ là kỳ vật do thiên địa sinh ra. Hàn Lập cảm khái nhưng không dám buông lỏng chút nào, tay đã sớm bắt pháp quyết nhìn hóa thân cửu khúc linh sâm không chấp mắt. Lúc này bên ngoài cái đại trận, con thỏ trắng vẫn đưa mũi người người liên hồi, hai mắt như hai đốm lửa đảo qua đảo lại mấy lần trên hộp ngọc. Hiển nhiên nó vẫn chưa hài lòng với việc chỉ đứng một chỗ, bộ dáng như muốn thực hiện điều gì đó. Thấy con thỏ trắng thông linh như vậy, Hàn Lập càng trở nên cẩn thận, thần sắc ẩn hiện một chút khẩn trương. Dù sao việc cửu khúc linh xâm thạo nhất chính là dùng độn thuật trốn chạy, chỉ cần thoáng sơ ý là công sức lúc trước đổ sông đổ bể. Khi nó quanh pháp trận một vòng, hai lỗ tai to dài không ngừng nghe ngóng, dường như muốn tìm hiểu xem ở phụ cận có gì không ổn, trù trừ không muốn tiến gần. Hàn lập có chút lo lắng trong lòng, bởi vì nếu hóa thân của Linh Sâm nhận biết đây là cái bẫy thì nó sẽ trốn đi mất. Vì vậy hắn đang do dự không biết có tung kim ti võng ra để bắt con thỏ trắng kia không. Nếu làm thế thì xác suất thành công thực sự quá nhỏ. Trong lúc Hàn Lập còn đang trần trừ thì bạch quang lóe lên, sau khi nhảy nhảy mấy lần, thân hình liền biến mất trong đám cỏ dại. Hàn Lập đang ở trên cây nhìn thấy cảnh này thì ngây ngốc như gà gỗ. Nhưng ngay lúc này bỗng nhiên bạch quang trong đám cỏ lại lóe lên, thân hình bạch thỏ trong nháy mắt đã bay đến trước hộp ngọc, cúi đầu ngậm lấy đồ vật ở trong, sau đó không chút do dự quay người muốn chạy. Mặc dù Hàn Lập bị những hành động của nó làm cho sướng sờ nhưng hắn lập tức tính táo, làm sao để cho hóa thân kia chỉ dùng kế mọn mà trốn thoát được. Lúc này một đạo hoàng quang từ trên cây cao bắn xuống ngay trên con đường mà bạch thỏ muốn chạy trốn, khiến cho nó sợ hãi, xoay mình muốn tìm lộ tuyến khác. Nhưng mọi sự đã chậm, bốn phía bỗng nhiên xuất hiện quang cháo màu vàng, phong bế chặt chẽ nơi này. Bạch thỏ đụng vào màn hào quang liền bị bật lại, sau khi nó lăn trên mặt đất mấy vòng, liền đứng dậy lắc lắc cái đầu nhỏ vài lần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Nhưng lập tức bạch quang trên người nó chợt lóe lên, đột nhiên hóa thân là một đạo cầu vòng to bằng nắm tay, lập tức chui vào trong lòng đất bỏ chạy. Nhưng đạo hào quang chỉ xâm nhập vào trong đất được vài trượng thì bị màn sáng màu vàng ngăn trở. Lần này nó thật sự kinh hoàng, bay loạn trong quang cháo nhưng vẫn không cách nào thoát thân được. Lúc này một đạo kim quang từ trên cây ụp xuống, bắt lấy hóa thân của cửu khúc linh sâm. Sau đó thân hình hàn lập lóe lên, xuất hiện trên mặt đất. Kim quang lập tức bay trở lại tay hắn, đúng là kim ti võng mà huyền cốt đã đưa cho. Bạch thỏ ở trong võng hiện nguyên hình, liều mạng giấy ruộng, thân hình thoáng chốc to lớn, thoáng chốc nhỏ lại nhưng cũng không ăn thua gì. Kim ti võng cũng biến đổi theo, khi lớn khi nhỏ, chó chặt nó ở trong. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập vui mừng mỉm cười. Hắn đưa kim ti võng lại gần hơn, quan sát một chút bạch thỏ, rồi không khách khí đem cột vào eo lưng. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống tại vị trí trung tâm của đại trận, không có ý muốn triệt hạ pháp trận. Hàn Lập hiện tại đang đợi huyền cốt đào lấy bản thể cửu khúc linh sâm rồi hội họp lại với hắn. Tuy nhiên lúc này Hàn Lập đã lấy hoa lam cổ bảo từ trong túi chữ vật ra, đặt ở trước người. Tiếp theo phóng suốt hai túi linh thú có phệ kim trùng, để chúng bay vòng vòng trên đầu của mình, hình thành nên một đám mây màu vàng nhạt cực to, sau đó thần sắc mới bình thường, ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Lập hy vọng với sự bố trí này có thể khiến cho huyền cốt thượng nhân thức thời một chút. Tốt nhất là không nên trở mặt, thành thật đưa linh sâm cho hắn bởi vì hắn biết rất rõ chỉ cần thực lực của mình biểu hiện không tệ thì minh ước giữa hai người mới có khả năng tiếp tục duy trì đương nhiên nếu đối phương thực sự có sát ý hắn sẽ không khách khí tiên hạ thủ vi cường mà mặc kệ công dụng thần kỳ trợ giúp ngưng kết nguyên anh của cửu khúc linh sâm có đúng hay không thì hắn vẫn phải thu thập dù sao danh khí của linh vật này thực sự quá lớn cho dù không có tác dụng như trên nhưng chắc chắn sẽ có tác dụng diệu kỳ khác nghĩ đến đây hàn lập không nhịn được mở mắt ra xem xét hóa thân bạch thỏ kia Kết quả tình hình trước mắt làm hắn ngẩn ngơ, bởi vì tinh thần của nó không như lúc nãy, hoàn toàn nằm bẹp xuống, bộ dáng hữu khí vô lực. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, biết bản thể của nó đã bị huyền cốt đào lên, nếu không sẽ không thành như vậy. Lập tức Hàn Lập nhìn chăm chú bầu trời phía trên rừng cây. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, đoàn mây mù do huyền cốt thượng nhân biến thành cuối cùng đã bay thẳng đến bên trên pháp trận rồi sau đó mới ngừng lại. Nhưng lão quái không thu lại pháp thuật, mà lơ lửng trên không trung, không nói gì. Thần Sắc Hàn Lập không chút thay đổi, đứng dậy, dương mắt nhìn đám mây mù, cũng không có ý tứ muốn mở miệng. Sau hồi lâu âm thanh lạnh lùng của Huyền Cốt mới vang lên. "Bộ dáng ngươi làm như đang gặp phải cường địch, vậy là có ý tứ gì?" Lời nói nghe cực kỳ băng hàn, "Không có ý tứ gì cả, chỉ là tu vi tại hạ thực sự quá thô thiển, rất sợ tiền bối đột nhiên trở mặt hạ độc thủ mà thôi." Hàn Lập bình tĩnh trả lời. "Hừ, ngươi không khỏi quá đa tâm đi, ta nếu như không muốn cho ngươi linh vật" vậy hà tất phải đưa ngươi đến một nơi xa xôi thế này. Đừng quên rằng ta còn cần ngươi xuất thủ trợ giúp đối phó với tên nghịch đồ kia. Dường như huyền cốt đang cường hành áp chế nộ khí để giảng giải. Tiền bối không biết có một câu gọi là trước khác nay khác sao. Khi tiền bối vừa tiến vào hư thiên điện, đích xác cần vãn bối hỗ trợ nhưng hiện tại tiền bối đã có trợ thủ khác nên hàn mỗ không dám chắc chắn tin tưởng. Hàn quang trong mắt hàn lập bắn ra giống như đao sắc kiếm bén, nhìn chòng chọc đối phương lời này của ngươi là có ý gì thanh âm huyền cốt càng trở nên lạnh lẽo ẩn ẩn lộ suốt vẻ giật mình tiền bối không cần giả bộ nữ gọi vị kia ra đi vừa rồi hắn hóa hình truy tìm linh sâm đã bị tải hạ nhìn thấy rồi không cần lấp la lấp ló nữa hàn lập nhíu mày không kiên nhẫn nói nghe xong lời này huyền cốt liền trở nên im lặng nhưng không lâu sau trong đám mây mù vang lên thanh âm hùng hậu của nam tử kia tiểu tử ngươi làm sao phát hiện được ta ta không tin người có khả năng nhìn ra hóa hình chi thuật. Nam tử không khách khí hỏi, tại hạ không có hứng thú trả lời vấn đề đó. Vãn bối hiện tại chỉ muốn hỏi huyền cốt tiền bối một lần nữa là tiền bối muốn cùng đấu đá với tại hạ, dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương để tiện nghi cho tên nghịch đồ cực âm kia sao? Thần sắc hàn lập mang một tia trào phúng hỏi, lưỡng bại câu thương, người cũng quá tự đại đó. Mặc dù giết người phải mất chút sức lực nhưng cái giá nho nhỏ ấy, lão phu vẫn có thể xuất ra được. Nói xong lời này, từ trong đám mây mù đột nhiên bắn ra một đạo hoàng quang, công kích lên quang cháo của đại trận. Vòng bảo hộ đột nhiên biến đổi, từ màu vàng chuyển thành màu đỏ, vị trí trung tâm chợt trở nên cực kỳ nóng, giống như một cái lò nướng vậy. Hàn Lập thấy cảnh này, thần sắc không thay đổi, chỉ thở dài một tiếng, cánh tay nhấc lên, một đạo pháp quyết màu xanh bắn ra nhập vào quang cháo. Nhất thời màu vàng, đỏ sau vài lần thay đổi, liền khôi phục lại vẻ ban đầu giống như mộng ảo mà thôi. Gì, ngươi đã làm gì trận kỳ của ta? âm thanh giật mình trong đám mây truyền ra, động tay động chân, nếu làm thì cũng là do các hạ làm chứ. Hàn lập không có ý tứ muốn hồi đáp, hư, giỏi lắm, cái kim ti cầu kia của ta ngươi dùng không tệ lắm. Lời nói huyền cốt bỗng nhiên thay đổi, trở nên lạnh lùng. Cái gì, chẳng lẽ ngươi, thân sắc hàn lập đại biến, nghĩ đến cái gì đó liền rứt kim ti võng ném ra xa. Nhưng thanh âm của huyền cốt chưa dứt thì kim ti võng liền chợt lóe, màu sắc trở nên đen kịt tiếp theo nó hóa thành một luồng hắc khí cực kỳ nhỏ nhanh chóng bắn tới thân hình hàn lập đem hắn nhốt vào trong rồi lập tức co lại mà con thỏ ở trong võng không cần hỏi cũng biết bị bỏ lại nhưng nó vẫn không động đậy dường như đã lâm vào trạng thái hôn mê đột nhiên bị vây như thế cho dù hàn lập có chấn định đi nữa thì thần sắc cũng khẽ biến tiểu tử tư vị âm hồn đi như thế nào bây giờ ngươi còn có thể vận dụng được pháp lực sao lúc này huyền cốt đắc ý cười lớn hàn lập nghe vậy trong lòng cả kinh, sắc mặt trở nên tái xanh. chương 452, lôi đình chi kích, Hàn Lập chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình dường như đông lại, không cách nào sử dụng được. Việc này chắc chắn là do âm hồn ti khống chế rồi. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ, vội vàng ngưng thần nhìn kỹ nó. Có rất nhiều tia nhỏ màu đen quấn quanh mình của hắn, nhàn nhạt tỏa ra âm khí, vừa thấy đã biết nó là một thứ tả vật vô cùng quỷ dị. Ra mặt Hàn Lập co rút lại, lúc đầu khi cầm kim ti vóng, hắn không phải không hoài nghi đối phương đã động thủ cước lên đó mặc dù đã cẩn thận kiểm tra mấy lần nhưng hắn vẫn không phát hiện ra cái gì khác thường cả trên người hắn cũng chẳng có pháp khí thuần kim nên chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng nó mà thôi còn sau khi dùng kim ti võng bắt được linh sâm thì hắn cũng vứt bỏ sự hoài nghi ra khỏi đầu hắn cũng không nghĩ đến việc hôm nay vừa mới trở mặt với lão quái liền bị đối phương dùng vật đó ám toán ngay cả pháp lực chân nguyên đều không sử dụng được khuôn mặt của Hàn Lập chỉ phát xanh trong chốc lát, rồi lập tức khôi phục lại như bình thường. Bởi vì hắn biết rõ bên ngoài đã có trận pháp phòng hộ, trong nhất thời đối phương cũng khó mà có biện pháp bắt hắn, cũng đủ thời gian để hắn dở thủ đoạn giải trừ cấm chế. Nghĩ vậy, Hàn Lập liền cười lạnh một tiếng, đang định kêu đám về kim trùng, nhưng lúc này từ phía sau truyền đến một tiếng phốc. Tiếng động này cực nhỏ, nếu thần thức của Hàn Lập không sớm bao phủ toàn đại trận thì sợ rằng hắn đã hoàn toàn không cách nào phát hiện ra việc dị thường này dâu tóc của hàn lập dựng đứng lên không suy nghĩ thêm mà đột nhiên xoay người một cái đồng thời trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn xé gió đàn vệ kim trùng với khí thế long trời lở đất từ trên không trung lao xuống ầm um, một tiếng nổ từ phía sau chuyển đến sắc mặt hàn lập liền trở nên trầm trọng chỉ thấy đàn vệ kim trùng phía sau đang ngăn cản một cái bóng người màu xanh biết quỷ dị liều mạng tấn công đối phương mặc dù mặt mũi người này mơ hồ nhưng toàn thân tràn đầy quỷ khí hai tay hóa thành hai con cự mãng màu xanh biếc không ngừng huy động đánh đám phệ kim trùng bay giạt qua một bên, khiến cho chúng không thể nào tiến gần tới hắn nửa bước, vì vậy cũng không có cách nào thành công. Nhưng việc khiến cho Hàn Lập khó tin chính là màn sáng bảo hộ trận pháp vẫn như thường, không hiểu bằng cách nào mà tên quỷ ảnh kia không cần đụng chạm đến cấm chế, vẫn có thể xông vào. Hàn Lập còn chưa kịp chấn tỉnh lại thì bóng xanh đã mở miệng chửi to. Con bà nó, đây là loại quỷ trùng gì mà ngay cả vô hình pháp thể của ta cũng bị cắn nuốt luôn. Thật quá tà môn, nghe ra thì đúng là âm thanh của gã nam tử lạ mặt lúc trước, bộ dáng hắn đã có chút chật vật. Hàn lập lúc này mới chú ý tới, đám phệ kim trùng khi tấn công tới bóng xanh liền bị hai cách tay cử mãng đẩy bay ra ngoài nhưng trong tích tắc tiếp xúc đó, phệ kim trùng liền cắn nuốt thôn vệ lục quang, chẳng trách đối phương kinh nộ như thế. Chỉ là vị này vừa mới ở trên đám mây nói chuyện, lúc nào đã tiềm phục đến sau lưng rồi đột nhiên ra tay ám toán mình. Hàn lập nghĩ mãi vẫn không ra, nhưng vấn đề này chỉ thoáng hiện qua trong đầu của hắn rồi biến mất bởi vì hiện tại không phải là thời điểm để suy ngẫm. Hắn cũng không có ý tứ muốn nói chuyện thêm với đối phương nữa, nên hé miệng hú lên một tiếng bén nhọn. Lúc này một đám nhỏ phệ kim trùng tách ra bay trở về, trong nháy mắt đã bám xung quanh thân hình Hàn Lập rồi mở to miệng cắn xé hắc khí. Do pháp lực đã bị không chế nên Hàn Lập chỉ có thể dùng thanh âm để điều động đám phệ kim trùng mà thôi. Hàn Lập nhất định phải thoát khốn trước khi đối phương tìm được biện pháp ứng phó với phệ kim trùng dù sao khi đang ở trong quỷ vụ, chúng đã bị một trận quỷ hống khiến cho nguyên khí đại thương, chuyện này hắn vẫn đang còn nhớ như in. Nếu đối phương cũng làm như thế thì việc này thực sự gây gâu rồi. Đúng lúc này, tầng bảo hộ ở bốn phía của trận pháp dường như bị vật gì đó đánh mạnh vào làm cho hoàng quang lóe lên vài cái rồi trận pháp bắt đầu lắc lư, rung chuyển. Hàn lập thấy vậy liền lạnh lùng quay đầu liếc nhìn một chút. Chính là huyền cốt từ giữa không trung đang muốn trợ giúp gã nam tử kia nên cũng phát động tấn công. Từ trong đám âm vân bắn ra từng luồng hắc khí có đường kính khoảng một trượng hung hăng tấn công tới màn hào quang phòng hộ của trận pháp. Mắt thấy cấm chế có thể không chịu được bao lâu nữa. Hàn quang trong mắt chấp động, hàn lập mảnh đầu lại, không để ý gì nữa. Hắn nhìn cái bóng xanh đang bị đám vệ kim trùng bao vây tấn công ở cách mình hơn 10 trượng. Môi hắn mím chặt, mặt không chút thay đổi. Âm hồn ti trên thân chỉ trong một thời gian ngắn đã bị đám vệ kim trùng liên tục cắn xé, thôn vệ gần phân nửa. Hàn Lập đã cảm giác được chân nguyên pháp lực đang dần hồi phục, không nhịn được lộ ra một tia vui mừng. Chỉ cần pháp lực khôi phục thì hắn vẫn còn rất nhiều thủ đoạn để thi triển. Nhưng lúc này cái bóng màu xanh biếc cất lên một tiếng gầm nhẹ, thân hình đột nhiên quay tít như con vụ, hóa thành một cơn lốc xoáy, xông vào đám kỳ trùng để tiến về phía trước thêm vài trượng khiến cho hắn gần Hàn Lập hơn vài phần. Gần một vạn con vệ kim trùng liền nối đuôi nhau nhào tới, mặc dù phần lớn bị con vụ quay mạnh, vang ra xa nhưng vẫn còn một số bám chặt vào đó làm cho tốc độ của quỷ ảnh càng lúc càng chậm lại những con vệ kim trùng khác thấy vậy không chút khách khí ùn ùn tiến lên một lát sau cái bóng xanh đã bị đám vệ kim trùng bao phủ toàn thân làm cho hắn không còn cách nào chuyển động được nữa mắt thấy việc này xảy ra giống như ở trong quỷ vụ khiến cho hàn lập mừng rỡ nhưng lập tức hàn lập trở nên kinh ngạc mắt thấy quỷ ảnh màu xanh biết giống như muốn tự sát trong lòng hắn không có cao hứng mà ngược lại còn cảm thấy có điều gì đó không ổn sự việc phát sinh tiếp theo càng chứng thực cho dự cảm của hắn. Lục ảnh bị đám phệ kim trùng bám chặt xung quanh, chỉ trong chớp mắt liền bành trướng, căng phồng lên thành một quả cầu to, quang mang trở nên chói mắt. Bất hảo, hàn lập thầm kêu một tiếng, muốn gọi đám phệ kim trùng quay về nhưng hắn chưa kịp làm gì thì ầm một tiếng, quả cầu nổ tung, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Lúc đó liền xuất hiện một cổ khí thức vô cùng âm lãnh, đem tất cả phi trùng bao phủ vào bên trong. Tiếp theo tại vị trí trung tâm của vụ nổ, nơi phát xuất hào quang chói mắt một tia sáng màu xanh nhạt đột nhiên bắn ra trong nháy mắt liền đến trước mặt hàn lập vẫn đang bị trói bởi một chút hắc khí còn sót lại thân thể của ngươi được bổn đại gia tiếp nhận trong tiếng cười cuồng ngạo tia sáng màu xanh lóe lên đột nhiên hóa thành quỷ đầu hung dữ to khoảng vài thước hung hăng bắn tới huyền cốt ở trên không trung chứng kiến màn này trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười công kích lập tức ngừng lại mặc dù vòng bảo hộ chỉ cần đánh thêm vài cú nữa sẽ lập tức bị phá hủy Hàn Lập Dương mắt nhìn về quỷ đầu đang bay về phía mình, thần sắc cực kỳ băng lãnh. Khi nó chỉ cách hắn khoảng hơn một trượng thì trong mắt Hàn Lập xuất hiện một tia âm lệ, trên thân đột nhiên bạo phát một cổ sát khí cực kỳ cường đại. Cổ sát khí này cực kỳ hung mãnh, giống như thực chất vậy, khiến cho quỷ đầu không khỏi dùng mình, phải ngừng lại một chút. Hàn Lập đột nhiên hé miệng, một đạo điện hồ màu vàng to lớn xuất hiện, chớp mắt liền xuyên qua mặt quỷ ở rất gần, căn bản không thể tránh né được. Quỷ đầu kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn lục khí điên cuồng gào thét rồi trốn chạy thục mạng nhưng hàn lập làm sao có thể để hắn dễ dàng thoát đi như vậy được lúc này điện hồ ào ào tuôn ra chút hắc khí còn dư trên người trong nháy mắt liền bị hủy diệt không còn một mảnh hàn lập không chút do dự thân hình nhoáng lên vài cái người đã đến phía sau của đoàn lục khí tiếp theo sắc mặt hắn không đổi tay phải nhanh chóng chụp về phía trước trên năm ngón tay liền xuất hiện điện hồ màu vàng nhạt lục khí lập tức tan thành mây khói Lúc này trên tay Hàn Lập đã xuất hiện một viên châu màu xanh biếc, lóe lên hào quanh quỷ dị, giống như vật sống vậy. Hàn Lập chỉ lạnh lùng liếc nhìn một lần, rồi sau đó không chút khách khí bóp lại. Âm thanh nghiền nát vang lên, viên châu dưới sự công kích của điện hồ đã biến thành bột phấn. Hàn Lập chẳng kiêng nể gì dùng ích tà thần lôi vì biết rằng cho dù bóng xanh thuộc cấp bậc quỷ vương, nhưng dưới tình huống không có nhục thân, việc giết chết chỉ trong chốc lát. Nhưng mức độ dễ dàng như thế cũng khiến hắn có chút ngoài ý muốn tuy vậy hàn lập lúc này ngẩng đầu lên nhìn huyền cốt đang đứng trên không trung thần sắc không chút thay đổi nói đem cửu khúc linh sâm giao cho ta ta có thể xem như không có việc gì phát sinh tiếp tục hợp tác với ngươi nếu không không phải ngươi chết thì là ta vong thanh âm hắn cực kỳ bình tĩnh nhưng ý tứ trong đó cực kỳ âm hàn khiến cho thần sắc huyền cốt trở nên rất khó coi tốt tốt lắm huyền cốt thượng nhân nhìn thẳng hàn lập sau nửa ngày mới mở miệng nói ra mấy chữ như vậy Điều này khiến cho Hàn Lập không khỏi nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nếu hắn đoạt xá không thành công thì phải trách bổn sự của hắn quá tệ. Ta tự nhiên sẽ hợp tác với kẻ chiến thắng, cửu khúc linh sâm này người cầm lấy đi, đám mây mù bị huyền cốt thu lại, thân hình lộ xuất ra. Tiếp theo tay hắn dương lên, một cái hộp màu vàng từ trên không trung bắn thẳng xuống chỗ đứng của Hàn Lập. Trường 453, cực âm lai tập, trên mặt của Hàn Lập lúc này không chút có biểu tình nào, tùy ý để cho cái hộp bay tới màn hào quang chạm vào quang cháo, rơi ra phía ngoài trận pháp. Hắn không có ý hủy bỏ cấm chế, Hàn Lập chỉ dùng ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào cái hộp mà không nói câu nào. Như thế nào, người sợ cái hộp là do âm hồn ti biến ảo mà thành sao? Việc này ngươi yên tâm, bây giờ lão quỷ đã chết, ta chỉ có thể cùng ngươi liên thủ mới tiêu diệt được cực âm nên sẽ không ra tay với ngươi nữa đâu. Hơn nữa kim lôi trúc pháp bảo trên người ngươi nhiều như vậy, thực ngoài ý liệu của ta. Vì vậy khi đối phó với huyền âm đại pháp của cực âm, nhất định rất là hiệu quả. Cho nên ta sao lại muốn tự chặt đi cánh tay của mình chứ? Huyền Cốt hai tay chắp sau lưng, nhìn Hàn Lập trong màn hào quang bình tĩnh nói. Hàn Lập nghe lời này xong nhưng cũng không thèm nhìn lấy Huyền Cốt một lần. Thật sự mà nói nếu hắn đã có lý do ám toán mình một lần thì không lý do gì lại không ám toán mình thêm lần thứ hai nữa. Những lời trong miệng Huyền Cốt nói ra nghe rất là hợp đạo lý và êm tai, nhưng tốt nhất là mình vẫn phải cẩn thận. Nghĩ tới đây, Hàn Lập liền vươn tay ra, một đạo điện hồ màu vàng cực kỳ bén nhọn bắn ra, đánh trúng nắp hộp. Liền nghe cạch một tiếng, một tia quang hoa lửa điện lóe lên, cái hộp lắc lư vài cái, không có chút dị biến nào phát sinh. Thấy vậy, Hàn Lập liền thở phào một hơi, bởi nó nếu do tà vật tạo nên thì chắc chắn không tránh khỏi được một kích của ích tà thần lôi. Vì vậy, hắn mới yên tâm, ta, đưa tay vẫy một cái, hộp kia từ trên mặt đất liền phóng về phía hắn cùng lúc đó màn hào quang từ bốn phía trong nháy mắt chợt lóe lên biến mất rồi phục hồi như nguyên trạng lúc đầu cái hộp nhân cơ hội này đã xuyên qua tầng bảo hộ bay đến trên tay hàn lập lúc này huyền cốt vẫn ở trong vòng thần thức giám thị của hàn lập thân hình không cử động gì cả điều này làm cho hắn an tâm một chút cúi đầu nhìn cái hộp vàng trên tay nhưng hắn chỉ nhìn nó hàn quang trong mắt chuyển động vẫn không mở nắp hộp ra không biết đang suy nghĩ đến việc gì nữa huyền cốt ở trên không trung thấy bộ dáng hàn lập cẩn thận như thế chỉ cười lạnh một tiếng rồi nhàn nhã nhìn xung quanh mà không có chút ý tứ thúc giục nào cả hàn lập nhìn hóa thân của linh sâm là con thỏ trắng đang nằm trên mặt đất giờ phút này nó nằm trên mặt đất không nhúc nhích dường như vẫn còn đang bị hôn mê bất tỉnh hàn lập hơi trầm ngâm rồi hai ngón tay nhẹ nhàng hướng tới cái hộp bắn ra một đạo kinh khí lúc này một đoàn thanh quang tại nắp hộp cùng với hai ngón tay bỗng nhiên phát sáng rồi nắp hộp liền tự động mở ra, lộ suốt đồ vật ở trong. Hàn lập chăm chú nhìn thì thấy nó cũng không lớn lắm. Cái này dài khoảng nửa thước, toàn thân một màu vàng đất, lấp ra bên ngoài khô, nhăn nheo giống như là một khúc rể cây bình thường vậy, khiến cho Hàn lập không thể nói gì được. Nếu có chỗ khác biệt thì chỉ là trên đầu của nó có một đóa hoa nhỏ màu bạc thật đẹp, tỏa ra mùi hương cùng với linh quanh nhàn nhạt, nhạt, làm cho tinh thần của Hàn lập không khỏi rung lên. Trong lúc Hàn Lập còn đang phân vân hồ nghi vật ấy thực sự là cửu khúc linh sâm hay là một vật nào đó do Huyền Cốt cố tình đem đến để lừa gạt mình, thì lúc này con thỏ trắng đang nằm bất động trên bãi cỏ đột nhiên tung người lên, hóa thành một đoàn bạch quang, nhanh như chớp bay đến khúc rễ đang nằm trong hộp. Hàn Lập đầu tiên ngẩn ra nhưng sau đó sắc mặt trở nên vui mừng. Nếu một khi con thỏ trắng hóa thân của cửu khúc linh sâm bám chặt lấy vật trong hộp thì rõ ràng nó phải là hàng thật giá thật, điều này khiến cho Hàn Lập yên lòng hàn lập cũng không thể để cho nó cùng với bản thể của mình hợp lại thành một do đó hắn không khách khí lấy ngón tay bắn ra một đạo kiếm quang màu xanh kích chúng vào đầu con thỏ trắng khiến cho nó văng ra xa nhưng con thỏ này thấy bản thể trước mắt vì vậy vẫn liều mạng phóng tới một lần nữa bộ dáng không đạt được mục đích thì không chịu bỏ qua việc này làm cho hàn lập có chút không kiên nhẫn một đạo quang điện hồ đột nhiên bắn ra triệt để đánh cho con thỏ rơi xuống mặt đất da lông bên ngoài bị cháy đen một mảng lớn hoàn toàn hôn mê bất tỉnh sau đó hàn lập mới đem con thỏ trắng này đặt vào trong hộp ngay khi hóa thân thỏ trắng tiếp xúc với bản thể của cửu khúc linh sâm bạch quang lóe lên nó tự động nhập vào trong bản thể hàn lập liền đậy nắp hộp lại rồi hạ một cái cấm chế nho nhỏ phòng ngừa nó chạy trốn làm xong này hết những việc này hàn lập mới thở phào một hơi nhẹ nhõm huyền cốt vẫn không có bộ dáng muốn động thủ điều này làm cho hàn lập càng cảnh giác hơn vài phần vì vậy hắn liền đem cái hộp bỏ vào túi chữ vật rồi lên tiếng hỏi tiền bối đã đem cửu khúc linh sâm giao cho tại hạ, mà không sợ rằng vãn bối nhân cơ hội này chạy trốn sao? Hàn lập hỏi thăm dò một câu, trốn, ngươi cho rằng khi có nó thì ngươi có thể sử dụng được sao? Nếu không biết cách luyện chế thì cũng không phát huy được tác dụng đâu. Huyền cốt thu hồi ánh mắt đang nhìn chung quanh, chuyển về phía Hàn lập chậm rãi nói. Nghe xong lời này, Hàn lập nhíu mày, định nói cái gì đó. Huyền cốt thượng nhân cũng không để cho hắn tiếp lời mà cười lạnh nói trên người ngươi đã bị cực âm động tay động chân rồi dù cho ngươi có chạy tới chân trời góc biển cũng không thoát khỏi truy tung của hắn hay là thức thời hợp tác cùng ta nếu không cho dù ngươi mang theo linh xâm trốn ra khỏi hư thiên điện thì sau này hắc hắc động tay động chân hàn lập thần sắc biến đổi nhưng liền khôi phục lại như bình thường với thần thức cường đại của mình hàn lập không tin việc mình bị người khác động tay động chân mà hoàn toàn không biết huyền cốt thấy vậy tự nhiên đoán được hắn không tin việc mình nói lúc này khóe miệng khẽ nhánh lên một cái, muốn đưa ra chứng cứ nhưng sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên quay người lại hướng xa xa nhìn tới. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng đồng thời trong lòng cũng cảnh giác hơn, không khỏi thầm đoán lão ma đang muốn làm trò quỷ gì đây. Ai ngờ huyền cốt lập tức xoay người lại, nói một câu làm cho Hàn Lập trở nên lo lắng. Cực âm đang tới đây, chỉ sợ là tới tìm ngươi, ngươi tự lo cho tốt đi, ta trước hết phải ẩn trốn rồi mới nói sau. Lời vừa thoát ra, Huyền cốt đã hóa thành một đám mây, bỏ chạy mất, trong nháy mắt đã không còn thấy tăm hơi. Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm, khi hắn đang hoài nghi những lời Huyền Cốt nói là thật hay giả thì từ phía chân trời ầm ầm truyền tới tiếng quỷ khóc, sau đó là đám mây đen thật lớn chậm rãi từ xa xa bay đến. Xem phương hướng của nó thì đúng là hướng về phía chỗ Hàn Lập đang đứng. Trong lòng hắn không khỏi lo sợ, đám mây đen này đúng là do thi triển Huyền Âm Đại Pháp tạo nên khí thế kinh người, chắc chắn đến 89 phần là của cực âm tổ sư chẳng lẽ hắn thật sự đã bị cực âm ám toán mà không hay biết nếu không thì cực âm tổ sư sao lại chạy đến địa phương xa xôi này lại còn chuẩn xác bay tới phía mình nữa chứ đồng thời hàn lập trong lòng cũng mắng to huyền cốt thượng nhân không phải là lão quái vật đã nói cùng mình liên thủ đối phó với cực âm sao chứ giờ đây khi đối phương tới thì hắn lại bỏ chạy chối chết chỉ để mình hắn lưu lại nơi đây điều này làm cho hàn lập vô cùng buồn bực bây giờ mà muốn tránh né cũng không còn kịp nữa xem ra chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi ngay cả hàn lập còn chưa kịp thu hồi trận pháp thì đám mây đen trong nháy mắt đã tới bên trên rừng cây rồi dừng lại lúc này hàn lập cũng không còn lựa chọn nào khác mà đành đứng nhìn chăm chú trong lòng rất căng thẳng chẳng nói điều gì hắn nghĩ rằng chắc chắn đối phương sẽ không làm cái việc vừa thấy người liền hạ sát thủ nhân tiện muốn biết rõ ràng rút cuộc là vì sao mà cực âm cứ theo sát chính mình không tha việc này đã khiến hắn suy ngẫm rất lâu nhưng vẫn không có lời giải khiến cho hắn vô cùng buồn bực Nghĩ tới đây, trong lòng của Hàn Lập liền trở lại bình thường, chỉ ngưng thần nhìn đám mây đen trên không trung, chờ đối phương mở miệng trước. Nhưng Hàn Lập vạn lần cũng không nghĩ tới là từ trong đám mây đen đầu tiên truyền đến là một tiếng hừ lạnh, tiếp theo là một đạo hắc quang đột một kích thẳng tới màng hào quang phòng hộ của trận pháp. Nhất thời hoàng quang chợt lóe, tiếng vỡ tan vang lên, trận pháp căn bản không thể ngăn trở một chút nào, lập tức bị phá hủy. Đạo hào quanh không bị gì ngăn trở, tiếp tục tấn công về phía Hàn Lập sắc mặt hàn lập chơi nên cực kỳ tái nhợt, không kịp suy nghĩ, thân hình hắn nhoáng lên vài cái, người đã thoát ra khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện ở một chỗ phía sau, cách đó khoảng hơn 10 trượng, thần sắc vừa sợ vừa giận. Hàn lập không hề trần trừ, vùng hai tay lên, 10 con khôi lối cự viên cao to xuất hiện, ngăn trở trước mặt của hắn, tiếp theo mấy túi linh thú cũng đều được phóng ra. Ánh mắt hàn lập cực kỳ băng hàn. Hắn biết xác suất chiến thắng rất thấp nhưng nếu đối phương thực sự muốn giết hắn thì hắn phải liều mạng một phen. Hắn tuyệt đối sẽ không bó tay chịu chết. Đồng thời chân nguyên trong cơ thể cũng đã tập trung lên chín thanh thanh trúc phong vân kiếm. Chương 454, dụ hoặc. Dường như nhìn ra được địch ý và sự cảnh giác của Hàn Lập nên đám mây đen trên không trung liền nhanh chóng thu lại, khiến cho ma khí chuyển động cuồn cuộn và mạnh lên. Hàn Lập trong lòng sợ hãi, suýt nữa nhẫn nhịn không được, định để tất cả cử viên khôi lỗi tấn công thì bên tai nghe được tiếng của Huyền Cốt lạnh như băng truyền đến. "Tiểu tử, đừng vọng động ra tay." hắn chỉ thị huy ra oai với ngươi mà thôi không thực sự động sát cơ đâu trước tiên xem tên nghịch đồ này tìm ngươi có mục đích gì rồi mới nói tiếp lời nói của huyền cốt làm hàn lập ngẩn ra lập tức thanh tỉnh trở lại sau khi khống chế được cảm xúc trong lòng hắn không kêu không nịnh mở miệng hỏi cực âm tiền bối đại giá quang lâm đến đây tìm vãn bối không biết có gì chỉ giáo không âm thanh của hàn lập trầm thấp nhưng rất bình tĩnh có thể chịu được một kích của lão phu rồi vẫn chấn định như thế xem ra lá gan của ngươi cũng không nhỏ từ trong đám mây đen trên không trung truyền tới âm thanh của cực âm tổ sư, nhưng Hàn Lập không biết là hắn đang khen hay đang khinh mình nữa. Với thân phận nguyên anh kỳ của tiền bối, nếu muốn tiêu diệt vãn bối thì lá gan lớn hay nhỏ cũng đâu có gì khác nhau. Hàn Lập nhíu hai hàng lông mày, thần sắc lập tức trở lại như bình thường trả lời. Bởi vì hắn biết được Huyền Cốt không có đi xa, mà chỉ ẩn nặc ở gần đây nên cũng thấy an tâm một chút. Nếu hắn liên thủ với lão ma Huyền Cốt, người rất am hiểu nhược điểm của Huyền Âm đại pháp thì cũng không phải không thể đánh với đối phương một trận. Nhưng với điều kiện là khi hắn đấu với cực âm thì Huyền Cốt xuất thủ hỗ trợ. Tuy nhiên việc này Hàn Lập không có nắm chắc, bởi vậy hắn cũng không muốn chọc giận đối phương. Lúc này, trên không trung đám mây đen đã thu lại. Sau vài lần lóe lên, đám mây đen liền tiêu tán, trên không trung xuất hiện ra một vị trung niên nhân và một tên thanh niên thấp bé vô cùng xấu xí, chính là cực âm tổ sư cùng Ô Sửu. Người gọi là Hàn Lập thuộc tán tu trong Thiên Tinh Thành, ta nói không sai chứ? trung niên nhân nhìn hàn lập có chút hứng thú hỏi không sai tại hạ chính là hàn lập xem ra tiền bối đã biết tại hạ rất rõ hàn lập lộ ra một tia cười khổ có chút bất đắc dĩ nói không cần lo lắng ta đến đây không phải để gây ra phiền toái cũng không vì việc diệu âm môn trước đây mà chút giận lên ngươi còn công kích vừa rồi chỉ là do thấy trận pháp này có chút trở ngại nên mới ra tay phá đi cực âm tổ sư lạnh nhạt cười nói trở ngại gì chứ không phải muốn dùng thực lực cường đại để chấn mình ta sao chứ? Hàn Lập trong lòng biết rõ ràng như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính hỏi. Vậy tiền bối đến đây là, mặc dù hắn biết rõ đối phương đang chờ mình hỏi lại, nhưng Hàn Lập cũng chỉ vuốt vuốt mũi cố ý lấp lửng. Nhưng sau khi nghe Hàn Lập nói xong câu này, Cực Âm Tổ sư cười hắc hắc, hai mắt cẩn thận đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới, khiến cho trong lòng hắn phát lạnh. Ngươi biết vật này chứ? cực âm tổ sư đột nhiên lật bàn tay một cái liền xuất hiện một đoạn gì đó màu trắng sắc mặt nghiêm nghị nói tiếp theo không chờ hàn lập có thấy rõ hay không hắn liền ném nó bay thẳng tới chỗ hàn lập trên mặt hàn lập xuất hiện một tia nghi ngờ chờ vật ấy bay đến trước người liền vung tay áo lên thu lấy sau đó cẩn thận đưa ra trước mặt xem xét vật này không lớn hơn nữa cũng không còn trọn vẹn và đầy đủ nhưng hàn lập chỉ liếc mắt qua một cái là nhận ra nó ngay đây đúng là một đoạn tơ nhện do huyết ngọc chi chu phun ra hàn lập ngẩn ra trong lòng có chút kỳ quái tự hỏi không biết vì sao mà đối phương lại có thứ này trong tay suy nghĩ một chút liền nhớ đến trận chiến với ẩn sát môn lúc trước khi mình đột phá vòng vây thì hình như đã sử dụng huyết ngọc chi chu để đối phó với yêu thi cản đường chắc đối phương tìm được nó khi đó đối phương hỏi như thế không biết là có dụng ý gì hàn lập thần sắc khẽ biến trong đầu xuất hiện các loại suy đoán nhưng chắc chắn đối phương sẽ không cho hắn có nhiều thời gian để suy nghĩ sau khi trầm ngâm liền thành thực đáp Vãn Bối đương nhiên biết, đây là tơ do linh thú của Tại Hạ phun ra. Có phải tiền bối vì việc này mà tìm đến? Lúc này vẻ mặt của Hàn Lập có chút hồ nghi, dường như còn pha thêm chút không tin. Nhưng trên không trung cực âm tổ sư vừa nghe xong, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. "Tốt, tốt lắm, ta lần này đến đây tìm ngươi là muốn nhìn thấy linh thú của ngươi một chút. Ngươi hãy đem nó thả ra để bổn tổ sư xem thử." Cực âm tổ sư cực kỳ hưng phấn nói, thanh âm vô cùng ôn hòa. Nhưng trong lòng Hàn Lập lại càng cảnh giác hơn, bởi vì tuy đối phương ẩn giấu rất kỹ, nhưng một tia tham lam lóe lên rồi biến mất trong khi lão quái vật cười, hắn vẫn nhìn ra được. Hơn nữa đối phương thân là tu sĩ nguyên anh kỳ, lại lộ ra loại thần tình như thế đối với huyết ngọc chi chu, đối với Hàn Lập mà nói thực sự không phải là một điểm báo tốt. Trong lòng mặc dù cảm thấy bất an, nhưng là đối mặt với ánh mắt của cực âm tổ sư, Hàn Lập sau khi do dự một chút, chỉ còn cách mở miệng nói được mà thôi. Cho xem một chút thì một chút đi. Hàn Lập chỉ có thể buồn bực thầm nghĩ, tiếp theo hắn khoát tay, nhẹ nhàng vỗ vào túi linh thú. Một đạo bạch quang từ trong đó bay ra, đáp xuống trước mặt Hàn Lập. Sau khi quang hoa thu lại, một con nhện to bằng cối say xuất hiện, hung hăng nhìn xung quanh. Vừa thấy huyết ngọc chi chu hiện thân, hai mắt cực âm tổ sư như phát hỏa, nhìn chằm chằm không rời, giống như là đang nhìn một hiện bảo vật cực kỳ chân quý vậy, sắc mặt cực kỳ vui mừng. Thật tốt quá, quả nhiên là huyết ngọc chi chu, ha ha. Một hồi lâu sau đó, cực âm tổ sư mới đem ánh mắt thu trở về, nhưng lại bỗng nhiên ngửa mặt cười phá lên. Tiếng cười chấn động không gian, làm cho thần sắc của Hàn Lập không khỏi biến đổi. Tu vi của tu sĩ Nguyên Anh kỳ quả nhiên sâu không thể lường. Hàn Lập lập tức lộ ra vẻ thận trọng, hắn biết tiếp theo đối phương sẽ đi vào vấn đề chính. Trong khi Hàn Lập còn đang đợi cực âm tổ sư thì bên tai lại vang lên âm thanh lo âu của huyền cốt. Người làm thế nào mà có được huyết ngọc chi chu, đã có vật ấy, vì sao ngay từ đầu không nói cho ta biết? Lúc này trong âm thanh của Huyền Cốt tràn đầy ý tứ hối hận và kinh sợ. Ta có vật này vì sao phải nói cho ngươi biết? Hàn Lập vừa nghe nói thế trong lòng liền bực bội, nhưng hắn liền lập tức bình tĩnh lại, nếu như ngay cả Huyền Cốt cũng xem trọng nó thì huyết ngọc chi chu chắc chắn có đại bí mật trong mình. Không biết việc này đối với mình là lợi hay là hại nữa. Hàn Lập còn đang âm thầm suy ngẫm thì Huyền Cốt có chút nôn nóng dồn dập truyền âm tới tên nghịch đồ cực âm này chắc chắn yêu cầu ngươi đi vào nội điện, ngươi cứ việc đồng ý đi theo là được. Ta sẽ âm thầm theo sau bảo vệ cho ngươi, có lẽ nhận thấy được khẩu khí nói chuyện của Hàn Lập có chút không ổn, thanh âm của huyền cốt hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng rất trịnh trọng dặn dò. Hàn Lập nghe xong, ngược lại càng thêm bất an, hắn mơ hồ cảm giác được vì huyết ngọc chi chu nên hắn mới bị lôi cuốn vào trường tranh đấu này, nếu không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt. Hàn Lập còn đang âm thầm hồ nghi thì cực âm tổ sư rút cuộc cũng mở miệng, nội dung hắn nói cũng nói giống y như là những lời huyền cốt đã đoán trước hàn lập người có muốn đi vào nội điện xem không ta có thể mang theo ngươi an toàn ra vào cực âm tổ sư vẻ mặt ôn hòa nói ý tứ trong đó vô cùng hấp dẫn đi vào nội điện hàn lập nghe xong liền giật mình thật sự mà nói nơi này đối với kết đan kỳ tu sĩ là một địa phương cực kỳ nguy hiểm mặc dù bên trong bảo vật vô cùng chân quý vượt xa các nơi khác của hư thiên điện nhưng từ sau khi hàn lập biết rõ tình hình nơi đây thì hiểu được mình không nên đi vào hôm nay hắn mới vừa chiếm được cửu khúc linh sâm có tác dụng rất lớn đối với việc ngưng anh nên càng không muốn mạo hiểm nữa về phần đối phương mặc dù ngoài miệng nói là bảo đảm an toàn dẫn hắn ra vào hư thiên điện cộng thêm huyền cốt cũng hứa hẹn nhưng thật tình hắn không tin những lời nói này hắn chỉ có một cái mạng mà thôi nghĩ tới đây hàn lập liền miễn cưỡng mỉm cười rồi từ chối nói nội điện đối với vãn bối mà nói thật sự không thể kham nổi vãn bối chỉ cần vượt qua hai cửa trước đó là được, còn nội điện sẽ không đi. Vãn bối thực không có phúc phận lớn như vậy, nghe xong lời này, cực âm tổ sư sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ âm lệ. Còn gã ô sử bên cạnh hắn thì sắc mặt lộ vẻ giận dữ đột nhiên lớn tiếng trách mắng. Hàn lập, gia tổ không truy cứu người trước đây đã đắc tội với lão nhân gia, hôm nay còn hảo tâm muốn mang người đi vào nội điện, mà người còn ba phen bốn bận từ chối. Chẳng lẽ ngươi xem thường cực âm đảo chúng ta sao? Đối với những lời nói của ô sử, cực âm tổ sư cũng không có ngăn cản, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ không vui vẻ, lạnh lùng nhìn. Còn Hàn Lập thì trở nên im lặng, lúc này bên tai hắn lại truyền đến tiếng của huyền cốt thúc giục hắn đáp ứng yêu cầu của đối phương, nhưng Hàn Lập làm sao có thể đồng ý dễ dàng như vậy chứ? Không đi, mặc dù không biết ô đảo chủ kêu tại hạ cùng đi vào nội điện để làm gì, nhưng chắc chắn sẽ không chỉ để tại hạ kiến thức một phen đâu. Nếu có thời gian, chẳng bằng tại hạ tìm kiếm bảo vật ở những chỗ khác an toàn hơn vậy. Hàn lập thần sắc lạnh nhạt nói, chương 455, ý ngoại tần sinh, hừ, ngươi cho rằng bây giờ việc ngươi đi hay ở là do ngươi quyết định hay sao chứ? Nếu ngươi nói không đi, ngay bây giờ bổn thiếu chủ sẽ giết ngươi ngay lập tức. Ngươi đừng tưởng rằng có hai trưởng lão của tinh cung bảo đảm thì cực âm đảo chúng ta sẽ không dám ra tay giết người. Cặp mắt ti hí của ô sử phóng ra hung quang nói. Tuy ô sử đã được cực âm dặn dò lúc trước, ở một bên đóng vai kẻ ác gây áp lực với Hàn Lập, nhưng không biết vì sao trong nội tâm của hắn cũng nhìn Hàn Lập không thuận mắt. Loại cảm giác này cơ hồ là do trời sinh, không cần bất cứ lý do nào cả. Hàn Lập tự nhiên cũng có ấn tượng không tốt với ô sử, hiện tại nghe nói thế, Hàn Lập chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi không để ý gì nữa, hướng về phía cực âm nói. Tuy không biết tiền bối cần linh thú của vãn bối để làm gì nhưng nếu chủ nhân linh thú chết thì người khác cũng không có cách nào thu phục được, về điểm này vãn bối rất rõ, Đồng thời lúc nguy cấp tại hạ có thể ra lệnh cho huyết Ngọc Chi Chu tự bảo, nói vậy chắc chắn tiền bối không hy vọng nhìn thấy điều này. Trong lời nói của hắn có chút ý tứ uy hiếp, khiến cho sắc mặt trung niên nhân đối diện khẽ biến, lộ suốt một chút ngoài ý muốn. Hàn lập rất rõ rằng ô sử chỉ là hổ giấy mà thôi, người có khả năng làm chủ ở đây chính là cực âm nên hắn căn bản không muốn dây dưa với ô sử. Tuy nhiên hành động này của hắn lại khiến cho vị ô thiếu chủ thẹn quá hóa giật, trên mặt lóe lên một tia âm lệ muốn mở miệng nói mấy lời khó nghe nhưng bị cực âm tổ sư bên cạnh khoát tay chặn lại. Tốt, ta rất thích hậu bối có đảm lược, bồn tổ sư nếu muốn mượn sức huyết ngọc chi chu của ngươi tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi một chuyến tay trắng. Sau khi vào nội điện, ta sẽ, cực âm tổ sư vừa mới nói đến đây, đang muốn đưa ra hứa hẹn thì đột nhiên sắc mặt trầm xuống, âm thanh nứt quáng. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm phương hướng bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Ai ở đó nghe lén, mau lăn ra đây cho bổn tổ sư thanh âm của lão quái vật có chút the thế, tràn ngập sát ý, xem ra cực kỳ tức giận. Hàn lập trong lòng cả kinh, theo bản năng cho rằng huyền cốt đã bị phát hiện, lập tức suy nghĩ xem nếu xảy ra cục diện như vậy thì bản thân mình phải ứng phó như thế nào mới tốt. Nhưng một thanh âm già nua truyền đến khiến cho Hàn lập kinh ngạc. Ô lão để cần gì phải tức giận như thế, thanh mỗ chỉ là vô ý bắt gặp mà thôi, sẽ không thực sự muốn động thủ chứ. Một đạo hào quang màu xanh lóe lên, nho sinh lão giả đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách đó khoảng 10 trường, cười hì hì nhìn hai người cực âm. Chẳng ai khác mà là vị thanh dịch cư sĩ cực kỳ quen thuộc với cực âm tổ sư. Thanh đạo hiếu, người theo dõi ô mỗ sao, lão quái thấy vậy, sát cơ trên mặt liền biến mất, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi một câu. Theo dõi gì đâu, thanh mỗ chỉ là nhàn nhã đi dạo đến đây, xa xa thấy ô đạo hiếu đàm đạo với vị tiểu huynh đệ này nên muốn đi qua bắt chuyện, không nghĩ tới việc khiến cho đạo hiếu mất hứng. Khổ, nếu biết trước như thế, thanh mỗ tuyệt đối sẽ không lỗ máng nho sinh lão giả cười cười thờ ơ giải thích sau đó hắn mặc kệ việc sắc mặt cực âm khi nghe lời giải thích đó đã trở nên trắng bệch nhìn huyết ngọc chi chu ở dưới trong miệng tấm tắc xương kỳ loại huyết ngọc chi chu này thực sự là khó gặp a à? nghe tu sĩ tiền bối trước kia phân tích thì hình như nó là loại linh thú tốt nhất để lấy hư thiên đình xác suất thành công hơn xa hỏa mãng của người và kim ti tầm của vạn thiên minh thanh dịch cư sĩ lắc lắc đầu nói đi dạo vậy sao phải ẩn thân vừa nghe lão giả mặt dày giải thích vậy Cực âm tổ sư vô cùng tức giận, tiếp theo lại nghe hắn nói ra bí mật của huyết ngọc chi chu mà mình muốn che giấu nên sắc mặt cực âm càng trở nên âm trầm hơn. Tiểu tử này chính là vị hậu bối mà ô lão đệ luôn mong ngóng sao. Lão hủ cũng rất thích những người trẻ tuổi có đảm lược. Thế nào, có hứng thú bái nhập làm môn hạ của bổn nhân không? Thanh mỗ vẫn chưa từng thu đệ tử đó. Ánh mắt của nho sinh lão giả chuyển từ huyết ngọc chi chu sang hàn lập, nói một câu khiến cho sắc mặt cực âm phát xanh, còn hàn lập thì ngạc nhiên. Thu vãn bối làm đồ đệ, Hàn Lập trừng mắt nhìn, không biết là nên cao hứng hay nên kêu khổ. Thanh đạo hiếu, đây là ý gì vậy? Vẻ mặt cực âm lạnh lẽo, hắc khí trên thân nhẹ nhẹ tuôn ra, nhìn chòng chọc lão giả nhấn mạnh từng từ từng từ. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, cực âm lão đệ cần gì phải khẩn trương như thế? Nếu thực sự ta thu nhận vị tiểu huynh đệ này, chỉ sợ đạo hiếu sẽ liều mạng với ta. Tuy nhiên nếu man hồ tử biết ở đây có một con huyết ngọc chi chu, không biết có ý nghĩ tương tự như vậy không nữa. Lão giả khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt lóe lên vẻ quỷ dị, hời hời hợt hợt nói. Sắc mặt của cực âm giãn ra một chút nhưng khi nghe đối phương đề cập đến man hồ tử thì lại cảm thấy đau đầu. Dựa theo ý định ban đầu của cực âm thì hắn muốn giấu giếm việc huyết ngọc chi chu này, sau đó xúi dục người khác cản trở tu sĩ chính đạo hoặc khiến cho cả hai bên lưỡng bại câu thương, dùng hỏa mãng giả làm bộ không lấy được bảo vật, diễn cho người khác xem, tiếp theo sẽ ngấm ngầm đưa theo Hàn Lập dùng huyết ngọc chi chu thu lấy bảo vật. Như vậy chỉ có một mình hắn chiếm được hư thiên đỉnh. Về phần những điều kiện ban đầu hứa hẹn cấp cho người khác, tự nhiên hắn sẽ lờ đi, không có ý tứ muốn thực hiện. Nhưng vạn lần không nghĩ tới chính là kế hoạch tỉ mỉ của hắn lại bị lão hồ ly trước mặt phá đám. Giết đối phương diệt khẩu thì hắn không nắm chắc, huống hồ cho dù có phần thành công, hắn cũng không dễ dàng ra tay. Dù sao vẫn còn đó bọn chính đạo vạn thiên minh cần phải đối phó, không thể để cho thực lực đối phương hai bên quá tranh lệch được. Hiện tại lão giả nhắc đến man hồ tử, càng khiến cho cơ mặt của cực âm thu lại. Sự lợi hại của thác thiên ma công, năm đó hắn đã được thể nghiệm. Cho dù hôm nay thiên đô thi hỏa đã có chút thành công, nhưng hắn cũng không tự tin có thể đối kháng được với người này. Vạn nhất đối phương cũng lấy cớ thu tiểu tử trước mắt làm đồ đệ, sau đó lại chiếm phần lớn khi thu thập bảo vật thì hắn cũng chẳng có biện pháp nào, trừ phi là. Cực âm tổ sư cũng rất hiểu hoàn cảnh hiện tại, khi thấy không có khả năng giữ gìn được bí mật của huyết ngọc chi chu thì lập tức nghĩ làm sao để khi lấy bảo vật không phải mất nhiều thứ. Lúc này trong lòng hắn khẽ động, thần sắc quỷ dị nhìn lão giả, lờ mờ đoán được dụng ý trong lời nói của đối phương. Nho sinh lão giả thấy vậy liền mỉm cười, tiếp theo môi khẽ động, truyền âm nói với cực âm. Thần sắc cực âm trở nên bất định, đề nghị đó thế nào? Lão giả chỉ truyền âm trông chốc lát rồi nhanh chóng nói chuyện như thường. Hừ, ta đáp ứng. Cực âm tổ sư cơ hồ không thèm suy nghĩ, nghiêm mặt, mở miệng đồng ý. Tốt, vậy là được rồi, tiếp theo xem trong hai người chúng ta, ai thích hợp thu tiểu tử kia làm môn hạ. Lão giả lộ ra vẻ hài lòng, sau khi nhìn hàn lập một cái liền chậm rãi nói. Hắn nguyện ý bái ai làm sư phó, vậy thì để hắn tự lựa chọn đi. Ít ra như thế mới công bằng, cực âm sư tổ trầm ngâm một chút rồi nói. Lão giả nghe xong ngẩn ra, lộ xuất một tia kỳ quái, nhưng sau khi suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Cực âm tổ sư thấy vậy, sắc mặt có chút vui vẻ, sau đó cúi đầu nhìn Hàn Lập nhàn nhạt nói. Người chắc cũng đã nghe rõ cuộc đối thoại của chúng ta, huyết ngọc chi chu kia là vật rất trọng yếu đối với việc lấy bảo vật lần này, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Về phần ngươi nghĩ bởi vì ngươi là chủ nhân của linh thú, ta sẽ không dám giết ngươi nhưng ngươi thực sự đã quá sai lầm rồi. Cần phải biết bổn tổ sự có một phương pháp luyện chế linh thi. Cùng lắm đến khi đó ta đem huyết ngọc chi chu giết chết rồi đem nó biến thành yêu thi là được chỉ là phương pháp này sẽ khiến tu vi của nó giảm mạnh không đến khi bất đắc dĩ thì ta sẽ không làm như vậy ngươi nếu sợ sau khi sự việc thành công ta sẽ gây bất lợi thì hai người chúng ta đều có thể thu ngươi làm môn hạ khi đã trở thành người một nhà và lấy được bảo vật chúng ta sẽ chia người một phần nhìn ngươi cũng biết là người thông minh hẳn phải biết lựa chọn như thế nào cực âm tổ sư nhàn nhạt nói nửa uy hiếp nửa dụ hoặc khiến cho hàn lập tâm thần vẫn không yên từ khi lão giả xuất hiện Sắc mặt khẽ thay đổi, bộ dáng giống như có chút động tâm. Nhưng trên thực tế thì hắn đang âm thầm kêu khổ không ngừng. Sau khi lão giả áo xanh hiện thân, hắn liền biết tình hình càng không ổn. Nguyên lúc đầu còn có một tia hy vọng, muốn hai lão ma vì mình xảy ra xung đột, khi đó hắn có thể thừa nước đục thả câu, nhưng không tưởng được hai lão này quá gian xảo, chỉ trong vài câu ngắn ngủi đã đạt thành hiệp nghị gì đó. Hiện tại cho dù Huyền Cốt xuất hiện trợ giúp, phòng chừng một điểm tác dụng cũng chẳng có mà dùng huyết ngọc chi trụ uy hiếp đối phương xem ra cũng chẳng hơn gì. Nếu ra lệnh cho linh thú tự bạo, phỏng chứng cũng bị đối phương chế trụ trước. Ngoài ra hắn chỉ có một mạng, không dám khiến cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nổi giận rồi rước lấy đường chết. Không đáp ứng xem ra thực sự không được rồi. mươi 456, cực âm môn đồ. Hàn Lập nghĩ nghĩ vừa muốn mở miệng thì bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh của thanh dịch cư sĩ. Hàn Lập, lão hủ bình xanh chưa bao giờ thu đồ đệ, hơn nữa cách đại hạn cũng không còn bao lâu nữa nếu ngươi bái làm môn hạ của ta tất cả y bát pháp bảo tự nhiên đều do ngươi kế thừa mỹ sự như vậy cũng không phải ở đâu cũng có thể gặp được thanh âm của thanh dịch cư sĩ tràn ngập hấp dẫn hàn lập nghe xong cho dù biết rõ trong lời nói của đối phương có không ít giả trá nhưng vẫn không nhịn được giật mình nhưng không chờ hắn suy nghĩ bên tai còn lại đã vang lên thanh âm trầm thấp của cực âm tổ sư tiểu tử ta mặc kệ thanh lão quái hứa hẹn điều kiện gì nhưng ta muốn nhắc nhỡ ngươi một chút lão quái này xuất thân tán tu bình thường chỉ đơn thân độc mã ngoại trừ độc chiếm một tòa hoang đảo căn bản không có vật ngoại thân cho dù hắn hứa đem tất cả cho ngươi người đến lúc đó cũng chẳng có đồ gì tốt đâu mà cực âm đảo của ta lại không giống như vậy chẳng những tu sĩ đông đảo thế lực to lớn làm thân truyền đệ tử cho bổn tổ sư sẽ có quyền thế ngươi có tưởng thì cũng không tưởng được mặc kệ là nữ tu tì nữ xinh đẹp hay là tài liệu luyện đan chân quý bổn tổ sư đều có thể cấp cho ngươi chọn lựa mà ta nhìn ngươi cùng với Tử Linh nha đầu của Diệu Âm môn rất thân thiết, có phải là có ý với nàng ta hay không? Việc này cũng dễ thôi, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phó, ta có thể bắt nàng ta về Cực Âm đảo cùng ngươi kết thành song tu lô đỉnh, sẽ khiến ngươi vừa lòng. Cực Âm tổ sư rất thẳng thắn đưa ra rất nhiều điều kiện, khiến cho lời của Hàn Lập đã lên đến miệng phải nuốt trở lại. Nhưng vẫn chưa xong, thanh âm của Huyền Cốt lại xen vào. "Hàn tiểu tử, ngươi bái nhập làm môn hạ tên nghịch đồ Cực Âm đi." chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tìm được thời cơ thuận lợi giết chết hắn. Đừng quên rằng phương thuốc đem cửu khúc linh xâm luyện thành đan dược chỉ có một mình ta biết, người tốt nhất là nên làm theo lời của bổn thượng nhân, bằng không. Trong lời nói của huyền cốt lộ suốt rõ ràng ý tứ uy hiếp. Hàn lập nghe vậy thì hai mắt trợn trừng, ba lão quái này đều có ý định xấu xa, hắn bị kẹp ở giữa nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm. Dựa theo ý tứ của mình, nếu thực sự muốn bái nhập làm môn hạ của ai, tự nhiên sẽ chọn nho sinh lão ra tuy vị này không có thứ gì tốt cho hắn nhưng tối thiểu cũng không có quan hệ dây dưa lộn xộn hơn nữa lại cực kỳ thanh tịnh không dính tới nhiều điều thị phi cho nên việc hứa hẹn mỹ nữ đan dược công pháp hàn lập tự nhiên không để vào mắt còn bảo sẽ bắt tử linh tiên tử càng khiến cho hắn không nói được gì hiện tại huyền cốt lại truyền âm qua hàn lập không thể không thận trọng suy ngẫm ngưng kết nguyên anh là mục tiêu trên con đường tu tiên của hắn mặc dù còn rất xa xôi nhưng phương thuốc kia hắn nhất định phải lấy được nghĩ đến đây hàn lập liền mím miệng cúi đầu trầm ngâm đánh giá quan hệ lợi hại trong đó sau khi vẻ mặt của hàn lập biến hóa vài lần cuối cùng cũng ngẩng đầu nói ra một câu khiến cho lão giả áo xanh cực kỳ thất vọng còn cực âm thì rất vui mừng đại danh của cực âm đảo từ lâu vãn bối đã nghe qua vãn bối về sau xin ô tiền bối chỉ điểm nhiều hơn tốt hàn lập bổn tổ sư hiện tại thu ngươi làm ký danh đệ tử sau khi quay về cực âm đảo mới chính thức cử hành nghi lễ bái sư đây là kiện huyền âm hoàn là một thứ mà lão phu lúc trước tìm được hễ là đệ tử thân truyền của ta đều có một cái nó xem như tín vật và cũng xem như là một kiện bảo vật để phòng thân người hãy bảo quản cho tốt cực âm tổ sư tự nhiên hiểu đạo lý rèn sắt phải rèn lúc còn nóng lúc này rút một chiếc nhẫn màu xám từ trên tay của mình ra đưa cho hàn lập hàn lập có chút ngoài ý muốn nhận lấy rồi ngưng thần nhìn kỹ chiếc nhẫn này chẳng khác bao nhiêu so với những chiếc nhẫn bình thường khác nhưng trên mặt lại có một ít phù văn cổ thần bí, lờ mờ phát ra u quang màu xanh lam, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Đang lúc Hàn Lập vui vẻ thì bên tai truyền đến tiếng cười chế nhạo của Huyền Cốt. "Huyền Âm Hoàn, tên nghịch đồ này thật sự xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của lão phu." Rõ ràng là Âm Dương Hoàn do lão phu năm đó ban cho hắn, vậy mà giờ đây ngay cả danh tự cũng thay đổi. "Hừ, ngươi đừng cao hứng quá sớm, Âm Hoàn này tuy có công hiệu khắc địch hộ chủ nhưng lại bị Dương Hoàn trên người của hắn ta khắc chế." đến khi dùng nó đối phó với cực âm thì đúng là tự tìm đường chết mà thôi. Hàn Lập nghe xong lời này, không lộ ra vẻ gì khác thường, thần sắc vẫn cung kính bái tả cực âm, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Ở bên cạnh một người tâm cơ thâm trầm như cực âm, hắn phải luôn luôn dùng 12 phần tinh thần chú ý, nếu không hắn sẽ gặp xui. Hiện tại chỉ có hy vọng vào huyền cốt thực sự có biện pháp đưa cực âm vào chỗ chết. Nếu không về sau chẳng lẽ hắn phải gia nhập cực âm đảo, ngoan ngoãn làm đồ đệ của hắn sao? Ngoài ra cho dù hắn thực sự muốn làm một vị đồ đệ tốt, thì người ta cũng nhất định không thật tình thu nhận hắn. Có hay không sau này lập tức trở mặt vẫn là sự tính khó nói. Hàn Lập không dám dựa dẫm vào chỗ ỷ trượng này a. À. Hiện tại hắn cũng chỉ có cách đi một bước, tính một bước mà thôi. Ai bảo thực lực hắn không bằng người ta, mặc dù đối với việc trong tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, trong lòng hắn sớm đã biết rõ. Nhưng loại cảm giác vô lực như hiện nay, từ khi kết đan cho tới giờ hắn đã lâu chưa có cảm nhận qua vài lần trước kia bản thân cũng rơi vào hiểm cảnh nhưng hắn vẫn còn có thực lực để liều mạng nhưng hiện tại dù đối kháng với vị nguyên anh kỳ nào trong hư thiên điện này hắn cũng chỉ có thể bị giết chết mà thôi điều này làm cho hắn có chút hoài nghi chính mình có phải có mệnh phạm sát tinh hay không chỉ nhất thời tò mò muốn đi theo huyền cốt dò xét bí mật trong bước tàn đồ như thế nào lại đụng đầu với một đám lão quái vật nguyên anh kỳ ngoài ra còn bị bọn họ quan tâm nữa chứ hàn lập có chút oán hận suy nghĩ một bụng chất chứa nỗi khổ tâm không thể nói hơn nữa ngoài mặt còn phải làm ra bộ dáng rất cao hứng thấy hàn lập thu lấy huyền âm hoàn đồng thời cung kính đối với mình cực âm tổ sư cực kỳ cao hứng sau khi thương lượng với lão ra bên cạnh vài câu liền bảo hàn lập đi cùng với hắn bởi vì thời gian một ngày đã trôi qua gần hết nếu không nhanh chóng chạy tới đại hạp gốc chỉ sợ vĩnh viễn không tiến vào được băng hỏa đạo vì thế hàn lập liền thu lại huyết ngọc chi chu rồi mấy người nhanh chóng bay đi trên đường cực âm tổ sư rất hòa nhã nói chuyện với hàn lập chủ động chỉ điểm một số sai lầm khi Hàn Lập tu luyện, khiến cho hắn được lợi không ít. Hàn Lập không khỏi thở dài, trên con đường tu luyện có người chỉ bảo với không người chỉ bảo, thực sự khác nhau xa. Nhưng ô sử ở một bên thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hậm hực, mặc dù cố tình che giấu rất kỹ nhưng Hàn Lập vẫn ngầm thấy rõ địch ý. Tuy biết vậy mà hắn cứ lờ đi, làm như chẳng hiểu gì. Tốc độ phi hành của bốn người cực nhanh, sau khoảng vài thời thần đã đến trước một ngọn núi lớn cao ngàn trượng ngọn núi này rất hiểm trở toàn bộ đều là cửa thạch màu xanh đen ở giữa đỉnh núi chia làm hai xuyên thẳng đến trung tâm hình thành nên một cái đại hạp cốc thiên nhiên giống như quỷ phủ thần công vậy nhưng càng kỳ quái chính là ở chính giữa nơi đỉnh ngọn núi bị chia ra có hai màn hào quang màu hồng làm tách bạch rõ ràng phân biệt bao phủ một nửa của ngọn núi từ xa nhìn lại thực sự vô cùng quỷ dị ở lối vào của đại hạp cốc lúc này đang có khoảng 30 tu sĩ si ăn mặc khác nhau ngồi tĩnh tọa sắc mặt của mỗi người đều ngưng trọng dường như đang đợi cái gì đó. Nhóm cực âm từ từ hạ xuống, ánh mắt Hàn Lập thoáng qua liền phát hiện nữ tử xinh đẹp nguyên giao cũng xen lẫn trong đó. Chỉ là nàng vừa thấy Hàn Lập lẫn vào trong nhóm tu sĩ mà đạo của cực âm thì thần sắc tràn đầy vẻ kinh ngạc, thấy Hàn Lập nhìn qua liền có chút bối rối, quay đầu đi tránh né bộ dáng không dám đối mặt với hắn. Hàn Lập ngẩn ra, trong lòng lờ mờ minh bạch được điều gì đó, vẫn im lặng không nói gì, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía khác. Trong những người còn lại không thấy có tử linh tiên tử và vị thanh niên tu sĩ kia, xem ra không muốn tiến vào băng hỏa đạo mà định trực tiếp quay về chỗ cũ. Những tu sĩ ở đây đều mang vẻ mặt nghiêm túc, mỗi người đều có bộ dáng khí định thần nhan, khí độ bất phàm. Phần lớn có tu vi cao thâm hơn hàn lập nhiều, cho dù không phải là kết đan hậu kỳ thì phần lớn cũng là kết đan trung kỳ. Kết đan sơ kỳ như hàn lập và nguyên giao chỉ có khoảng 6, 7 người mà thôi. Nhưng bọn họ cũng không lo không sợ, xem ra cực kỳ tự tin hàn lập sau khi nhìn xong liền nhíu máy bởi vì những tu sĩ nguyên anh kỳ khác vẫn chưa xuất hiện nên đám người cực âm chính là những người đến sớm nhất lúc này cực âm tổ sư tìm một chỗ tốt khoanh chân ngồi xuống ô sửu cũng tự động đi đến ngồi bên cạnh hàn lập người ở bên cạnh lão phu nghỉ ngơi một lát đi bộ dáng cực âm giống như một vị sư phụ hiền từ hướng hàn lập nói hàn lập thực không muốn ở gần lão quái vật này nhưng sau khi nghe xong dưới ánh mắt chăm chú của đối phương liền phải miễn cưỡng đáp ứng sau đó đi lên vài bước ngồi bên phía còn lại của cực âm cụm từ song tu lô đỉnh tại hạ không biết dịch ra như thế nào cho phải nên đành để nguyên bản ý nghĩa của nó thì tương tự như song tu đạo lữ tức là hai người dùng âm dương chi khí hòa hợp để đề cao cảnh giới nhưng song tu lô đỉnh thì bá đạo hơn chính là tu sĩ nam dùng biện pháp thải âm bổ dương khiến cho tu sĩ nữ chẳng được lợi ích gì mà còn phải chịu hậu quả từ việc này sau này trong một số đoạn chỉ nói tắt đến từ lô đỉnh mà thôi Chương 457, Thác Thiên Ma Công. Hàn Lập vừa mới ngồi xuống thì từ phía chân trời truyền đến âm thanh xé gió, nhóm tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Vạn Thiên Minh từ trên hạ xuống. Sau khi bọn họ nhìn Cực Âm và Thanh Dịch cư sĩ một cái liền cười lạnh, tìm một chỗ khác tụ tập lại rồi thấp giọng bàn bạc, không biết là đang thương lượng sự tình ẩn bí gì. Cực Âm tổ sư thấy vậy, không khỏi hừ khẽ một cái, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Hàn Lập thực không thể làm ra bộ dạng bình thản như thế, mà hai mắt nhìn theo một phương hướng tựa hồ đang quan sát điều gì đó, nhưng nếu có người chú ý kỹ thì sẽ phát hiện ánh mắt hắn lơ đang, hoàn toàn không tập trung, trong lòng có tâm sự. Sau thời gian khoảng một bữa cơm thì có thêm năm, sau vị tu sĩ lục tục bay đến. Trong đó có hai vị bạch y trưởng lão của tinh cung, bộ dáng điềm nhiên như không. Hiện tại tu sĩ Nguyên Anh kỳ duy nhất chưa xuất hiện chính là vị man hồ tử kia. Đợi thêm nửa canh giờ nữa mà bóng dáng của lão quái vẫn chưa thấy đâu cả, điều này khiến cho nhóm vạn thiên minh kỳ quái nhìn nhóm người ma đạo nhưng thần sắc của cực âm và nho sinh lão giả vẫn tự nhiên như thường. Vì Hàn Lập ngồi rất gần hai người nên lờ mờ phát hiện được trên khuôn mặt thong rong của họ ẩn chứa một tia lo lắng. Hiển nhiên nếu thiếu man hồ tử thì hai lão quái cực âm và thanh dịch tự biết sẽ không phải là đối thủ của tu sĩ chính đạo nên bọn họ có chút lo lắng. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, hai người cực âm cuối cùng cũng không thể bảo trì vẻ ung dung mà thần sắc đã trở nên âm lệ, bắt đầu liên tiếp nhìn về phía chân trời. Mặc dù ở trong không gian này không có đêm, ánh nắng vẫn tươi sáng nhưng trong lòng Hàn Lập cũng biết rõ rằng thời gian một ngày đã gần kết thúc. Chẳng lẽ vị đệ nhất cao thủ của Ma đạo tại Hư Thiên Điện lần này thực sự xảy ra chuyện không hay? Hàn Lập thầm đoán, nếu thực sự xuất hiện tình hình này thì không biết đối với hắn là họa hay là phúc. Trong lúc Hàn Lập và nhóm người cực âm đều không thể an tâm và ánh mắt của nhóm chính đạo càng lộ ra vẻ bất thiện thì từ phía chân trời truyền đến âm thanh bén nhọn như muốn xuyên thủng sắt đá, như sóng lớn cuồn cuộn từng đợt từng đợt hung mãnh, chấn động tất cả tu sĩ đang ngồi, khiến cho mọi người lộ suốt vẻ hoảng sợ. Cực âm tổ sư và nho sinh lão giả nghe thấy âm thanh này, sắc mặt đồng thời nhẹ nhóm, nhìn nhau cười cười. Thậm chí sau đó lão giả áo xanh còn thấp giọng nói. Xem ra tâm tình của man hồ tử không tệ, hẳn đã có thu hoạch ngoài ý muốn. Hừ, tại đây có thể có điều gì ngoài ý muốn, nhiều lắm là thuận lợi hái được thọ nguyên quả mà thôi. Cực âm tổ sư lắc đầu, thản nhiên nói. Nho sinh lão giả nghe vậy liền mỉm cười, đang muốn nói cái gì đó thì từ phía chân trời xuất hiện một đoàn quang cầu màu vàng như sao trổi xẹt qua, trong nháy mắt đã đến bầu trời phía trên chỗ chúng tu sĩ đang ngồi. Lão giả lập tức ngậm miệng lại, dị quang trong mắt hàn lập chợt lẽ, nhìn người trong quang cầu mà ngấm ngầm kinh hãi. Nhưng thực ra không chỉ có mình hắn, mà những người khác lần đầu tiên được chứng kiến uy danh của thác thiên ma công đều lộ xuất vẻ chấn kinh. Bởi vì hình dáng man hồ tử lúc này rất quỷ dị, phảng phất giống như yêu thần khiến mọi người nhìn thấy mà sợ hãi. Cả người lão quái vật chẳng những phát ra hào quang màu vàng kim mà trên cánh tay trần và khuôn mặt còn có lớp phải dày đặc như đồng tiền vậy. Lớp phải này giống như được chế tạo từ vàng, tán phát ra hàn quang, khiến cho người nhìn thấy có cảm giác cực kỳ cứng rắn, không thể phá hủy. Đây là thác thiên ma công, hình như rất lợi hại. Ô sử ở một bên của cực âm hít một ngụm khí lạnh, có chút kinh ngạc nói, tựa hồ bị hình dáng của man hồ tử dọa cho hoảng sợ không nhẹ hừ chỉ là một cái xác rùa mà thôi. Huyền âm đại pháp luyện đến cảnh giới trí cao cũng không kém thác thiên ma công đâu. Cực âm nghe được lời nói của ô sử, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, có chút không thích nói. Điều này khiến cho ô sử bỗng nhiên nhớ ra vị tổ phụ của mình không thích vị man hồ tử kia, bây giờ lại tán tụng đối phương, chẳng phải là khiến cho cực âm tổ sư không thoải mái sao. Nhất thời sắc mặt hắn xuất hiện vẻ xấu hổ, liên tục xưng đúng, rồi không dám mở miệng nói gì nữa. Man hồ tử lúc này đang ở trên không trung, dùng ánh mắt dò xét một lượt liền lập tức trông thấy nhóm người cực âm nên hắn liền không chút khách khí hạ xuống. ầm một tiếng nổ vang lên, khiến cho mặt đất gần đó khẽ chấn động. Lão quái vừa mới hạ xuống bên cạnh cực âm liền nhanh chóng thu lại lớp phẩy, kim quang cũng trở nên ảm đạm, dần dần biến mất. Xem ra man huynh lần này thu hoạch khẳng định được không ít. Nếu không cũng sẽ không hứng khởi như thế. Không đợi man hồ tử mở miệng, nho sinh lão giả đã mỉm cười ôm quyền nói. Ha ha, đúng là có chút thu hoạch, ta đã giết được một con băng tuyết thiềm ở gần chỗ có thọ nguyên quả, nội đan của nó có tác dụng rất lớn đối với ma công của ta. Man Hồ Tử dường như vẫn chưa hết hưng phấn, vừa nghe lão giả hỏi liền không do dự trả lời, điều này thực nằm ngoài ý liệu của nhóm người cực âm, nhất thời không biết đối phương nói là thật hay giả nên nhìn nhìn nhau. Vậy thực sự phải công hỉ Man Đạo hữu, nếu Thác Thiên Ma công tinh tiến thêm thì chắc chắn có thể đánh một trận với Song Thánh và Lục Đạo rồi. Thanh dịch cư sĩ sau khi ngẩn ra mới khôi phục lại nét tươi cười nói. Tiếp theo cực âm tổ sư cũng nói mấy câu chúc mừng. Man hồ tử nghe xong cười hắc hắc, đang muốn nói điều gì đó nhưng hai mắt lại trừng lên, chăm chú nhìn hàn lập. Sau đó thần sắc lộ ra một tia kỳ quái, dị quang trong mắt lóe lên, một cổ khí thể kinh người lập tức bạo phát. Trong nháy mắt hàn lập đã cảm giác được toàn thân căng thẳng, tay chân nặng tựa ngàn cân, không cách nào nhúc nhích được. Dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, hắn có một loại cảm giác băng hàn, giống như bị nhìn thấu hết tâm tư vậy. Sắc mặt hàn lập trắng bệch, không kịp suy nghĩ, vận dụng ngay đại diễn quyết để bảo vệ tâm thân, lúc này trên mặt mới có chút huyết sắc, cảm giác được thân thể khôi phục lại bình thường. Di, man hồ tử không khỏi ngạc nhiên một chút, nhưng lập tức sắc mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, đang muốn thực hiện thêm điều gì đó thì thân hình cực âm tổ sư lóe lên, chặn ở phía trước của hàn lập. Man huynh, người có ý gì? Vì sao ủy mạnh hiếp yếu, xuất thủ đối với tiểu đồ? Cực âm sau khi triệt tiêu khí thể của man hồ tử liền bình thản hỏi. Tiểu đồ, man hồ tử nghe xong, đầu tiên là sửng sốt nhưng lập tức trở nên âm trầm. Cực âm, người muốn lừa gạt ta sao? Chưa tên tiểu tử ô sử ra, khi nào ở trong hư thiên điện này lại xuất hiện thêm một vị đồ đệ nữa vậy? Hắn khinh miệt đảo ánh mắt qua người cực âm rồi không chút khách khí nói, bộ dáng như muốn động thủ nếu cực âm nói không đúng. Ha ha, man huynh hiểu lầm rồi, vị này là tiểu hữu hàn lập, hôm nay vừa mới bái làm môn hạ của ô đạo hữu nên man huynh không biết cũng chẳng có gì lạ. Thanh dịch cư sĩ vội vàng ở bên cạnh cười lớn giải thích. Hàn lập hiện tại đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu, tự nhiên không thể để xảy ra điều gì sơ suất. Cực âm, người ở nơi đây thu đồ đệ, ta không có nghe sai chứ. Tuy đã nghe rõ lời nói của lão giả áo xanh nhưng man hồ tử vẫn kinh ngạc hỏi, sau đó lại nhìn nhìn hàn lập thêm hai lần nữa. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, vẫn chưa chính thức cử hành nghi lễ bái sư nhưng vị hàn tiểu hữu này đích xác là người của cực âm đảo mong man huynh thủ hạ lưu tình cực âm tổ sư nhìn man hồ tử mỉm cười trả lời man hồ tử sau khi chừng mắt nhìn cực âm và thanh dịch một lúc lại liếc qua hàn lập lần nữa đột nhiên cười phá lên tốt rất tốt tên đồ đệ của ngươi đích xác không tồi việc khác không nói nhưng tối thiểu thần thức mạnh hơn mấy lần so với tôn tử của ngươi nếu bồi dưỡng kỹ càng thì rất có tiền đồ ha ha rất có tiền đồ đó Man hồ tử cười lớn nói, trong câu cuối cùng lại càng chứa đựng thâm ý. Cực âm tổ sư và nho sinh lão giả nghe vậy liền liếc nhìn nhau, có chút khó hiểu. Man huynh nói thế là có ý tứ gì? Cực âm nhíu mày, chậm rãi hỏi, không có ý tứ gì cả. Vị đệ tử kia của ngươi không tệ, có hứng thú nhượng cho ta không? Ta cảm giác được hắn thích hợp tu luyện thác thiên ma công hơn. Man hồ tử thản nhiên nói, Man huynh nói đùa rồi, hàn tiểu hữu vừa mới bái nhập làm môn hạ của ô đạo hữu, sao có thể vì tiện chuyển nhượng được đạo hữu nhất định là đang đùa thôi lời của man hồ tử vừa mới nói ra liền làm cho lão giả và cực âm giật nảy mình lão giả vội vàng mở miệng đem câu chuyện lái qua hắc hắc không muốn nhượng thì thôi vậy nếu thực sự bảo ta thu đồ đệ ta vẫn còn thấy quá phiền phức tuy nhiên chủ ý của ta liên quan đến đồ đệ của cực âm vì sao thanh đạo hữu lại gấp gáp như vậy chứ chẳng lẽ trên người tiểu tử kia có sự tình gì không thể hé lộ được Man hồ tử cười lạnh một tiếng, sờ sợ, sợ tròm dâu mép, đột nhiên hỏi. Lời vừa thốt ra khiến thần sắc lão giả khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục lại như thường, liếc mắt nhìn cực âm một cái. chương 457, băng hỏa đạo, bộ bộ duy gian. Cực âm tổ sư thấy vậy, sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng sau khi trầm mặc một hồi liền bình tĩnh mở miệng nói. Man huynh nếu nghi ngờ thì ô mỗ cũng chẳng giấu giếm. Tiểu đồ đối với lần tranh giành bảo vật trong nội điện có tác dụng rất lớn, nếu có đắc tội gì xin man huynh lượng thứ cực âm tổ sư nói lời này làm cho hàn lập nghe thấy cực kỳ phiền muộn hắn lúc nào đắc tội với vị man hồ tử kia ngược lại khi ở đại điện còn bị đối phương cường hành chiếm mất chỗ ngồi đối với lão ma vẫn rất khó chịu đương nhiên những lời này hàn lập chỉ có thể nghĩ trong lòng tuyệt đối không nói ra đắc tội ta căn bản không biết tiểu tử kia thì có gì đắc tội ta vừa rồi chỉ nhìn hắn một chút phát hiện công pháp hình như có phần thú vị nên mới xuất thủ thử nghiệm một phen Ngược lại hắn chỉ là một tên tu sĩ kết đan kỳ, khi đi vào nội điện có tác dụng gì? Các ngươi không phải là đang dối gạt man mẫu chứ? Man hồ tử thản nhiên nói, nghe được mấy câu này xong cực âm tổ sư nhíu mày, sau khi trù trừ một chút liền liếc nhìn đầy thâm ý với nho sinh lão giả. Thanh dịch cư sĩ thấy thế mỉm cười, môi hơi động đậy, truyền âm về phía man hồ tử. Man hồ tử thấy bộ dáng hai người lén lén lút lút, lúc đầu lộ ra vài phần khinh miệt nhưng sau khi nghe được vài câu của lão giả, thần tình đột nhiên biến đổi có chút kinh ngạc nhìn hàn lập tiếp theo hắn cũng truyền âm hỏi lão giả kia mấy câu sau đó bỗng nhiên như tỉnh ngộ vẻ mặt trở nên âm hàn cực âm ta vẫn không hiểu ngươi vì sao lại thu đồ đệ nguyên lai like hắn có hừ chủ ý của ngươi thật hay quá man hồ tử nhíu mày lộ ra ánh mắt sắc bén như đao kiếm nhìn chòng chọc cực âm tổ sư nói man huynh hà tất tức giận nếu ngươi gặp tình cảnh như vậy chỉ sợ cũng dùng thủ đoạn tương tự Huống hồ cả hai người bọn ta nếu đem việc này nói ra, có nghĩa là không có ý tứ ăn mảnh một mình. Lần này đi tranh giành bảo vật còn phải dựa vào man huynh mới được. Cực âm tổ sư rất chấn định nói, thế mới là lời nói thực, nếu không có ta xuất thủ, chỉ sợ bọn ngụy quân tử vạn thiên minh liên thủ sẽ có cơ hội chiếm lấy bảo vật mà không chừa cho các ngươi. Tuy nhiên lời thật khó nghe, vạn nhất lấy được nó, các ngươi tính phân phối thế nào. Man hồ tử sau khi ngẫm nghĩ, thần sắc hòa hoãn nói chúng ta dựa theo đầu người phân chia thành bốn phần thế nào? Bao gồm cả hàn tiểu hữu trong đó, mỗi người lấy một phần. Nho sinh lão giả dường như đã suy nghĩ qua vấn đề này, lập tức gật gù nói. Nhưng vừa nói ra thì man hồ tử liền trở mặt, thanh dịch, người nghĩ bản nhân dễ lừa gạt sao? Chia đều bốn người, sao người có thể nghĩ ra được? Đến khi đó vạn thiên minh do người đối phó, sau đó mấy người cùng chia đều nhé. Man hồ tử mỉa mai đáp lại, man huynh đừng nóng giận, khụ, điểm này đúng là thanh mỗ suy nghĩ không thỏa đáng vậy theo ý man huynh thì phân phối như thế nào mới thỏa đáng lão giả nghe xong lời nói châm biếm kia không tức giận chút nào ngược lại còn cười hì hì hỏi các ngươi lấy bao nhiêu bản nhân không cần hỏi nhưng ta phải lấy một nửa mới được dù sao một tên vạn thiên minh cũng quá sức đối với hai người các ngươi ta nếu phải ứng phó hắn lấy một nửa cũng chẳng là nhiều man hồ tử nhàn nhạt nói lời này không làm cho lão giả và cực âm lộ xuất vẻ kinh ngạc hiển nhiên công phu sư tử ngoạm của đối phương đã được hai người dự liệu trước một nửa khẩu vị của man huynh cũng quá lớn đó đừng quên nếu không có tiểu đồ trợ giúp thì xác suất thành công của chúng ta thấp đến đáng thương đồ đệ ta phải chiếm một phần ba cực âm tổ sư không vội không vàng nói hư hắn chỉ là tu sĩ kết đan kỳ cũng xứng phân chia bảo vật cùng chúng ta man hồ tử chẳng thèm nhìn hàn lập phản bác lại hàn lập nghe xong sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức khôi phục vẻ bình thường. Hắc hắc, hắn nếu chỉ là một tên tán tu, tự nhiên không có tư cách phân chia đồ vật trong hư thiên đình Nhưng đã là độ đệ cực âm ta thì đương nhiên phải có một phần. Cực âm tổ sư lần này không có ý tứ nhượng bộ nói. Man hồ tử nghe vậy, thần sắc lóe lên vẻ âm lệ, đang muốn nói thêm điều gì đó thì lão giả bên cạnh tranh giành đưa ra một kiến nghị điều hòa. Như vậy đi, hai vị đạo hữu không cần tranh cãi nữa. Đến lúc đó đem bảo vật chia thành năm phần, man huynh lấy hai nói chung thế là công bình rồi lời vừa nói ra khiến man hồ tử ngẩn người sờ sờ dâu mép rồi im lặng không nói cực âm tổ sư lập tức tỏ thái độ điều kiện này ô mỗ chấp nhận không biết ý man huynh thế nào hắn nhìn man hồ tử âm trầm nói được tuy man mỗ còn chưa vừa ý nhưng trung quy cũng chấp nhận được man hồ tử nhíu mày có chút không tình nguyện trả lời hắn đã nhìn ra cực âm tổ sư và thanh dịch cư sĩ tạo thành một phe điều kiện trên chỉ sợ là giới hạn cuối cùng do đó hắn cũng không có cách nào áp bức hơn nữa khi mấy lão quái mà đạo đang thương lượng phân chia bảo vật trong mơ thì ở một chỗ khác nhóm vạn thiên minh cũng bí mật thương lượng cách lấy bảo vật vạn môn chủ kim ti tầm của ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần trước đây có rất nhiều tiền bối cao nhân muốn đoạt nó nhưng chưa ai thành công cả chúng ta chỉ sợ cũng vậy mà thôi thiên ngộ tử có chút lo lắng hỏi yên tâm nguyên bản chi dựa vào kim ti tầm xác suất thực không lớn nhưng chúng ta lúc trước không phải tìm được thiên thanh hoa sao. Chỉ cần khi đó ta sẽ không tiếc hủy hoại linh thú, cho chúng ăn vào thì cơ hội thành công ít nhất cũng có 3, 4 phần. Xác suất này cũng rất cao rồi, vạn thiên minh bình tĩnh nói. Ha ha, bảo vật hư thiên đỉnh này ngay cả thiên tinh song thánh, hai lão quái vật cũng rất muốn, điều này là việc bình thường của con người mà thôi, chúng ta là tu sĩ tu luyện, cũng không phải là thần tiên vô cầu vô dục. Vạn thiên minh cười khẽ một tiếng, tuy nhiên vạn môn chủ, Ngươi xem bọn ma đạo đang lén lén lút lút thương thảo gì đó. Vừa rồi còn đang tranh giành nội bộ nhưng giờ lại cười nói với nhau rồi. Chẳng lẽ bọn chúng có quỷ kế gì sao? Lão giả có bộ dáng như nông phu đột nhiên mở miệng nói. Nghe xong Vạn Thiên Minh liền nhìn về phía mấy lão quái vật ma đạo vừa mới thỏa thuận phân chia xong, cười lạnh một tiếng. Công pháp tu luyện của bọn ma đạo uy lực tuy lớn nhưng dễ khiến cho người ta tâm tính biến đổi, biểu hiện trước sau không giống nhau, đây cũng là lẽ thường, không cần ngạc nhiên. Ngược lại lần này nếu chúng ta không lấy được bảo vật, cũng quyết không cho bọn chúng đắc thủ. Dù sao loại hỏa mãng dị chủng của tên cực âm kia cũng là một trong những loại linh thú có khả năng tranh giành bảo vật. Vạn thiên minh ngưng trọng nói, vạn môn chủ nói rất đúng, nếu ma đạo đắc thủ, ma diễm tự nhiên càng tăng. Mà hiện tại chính là lúc mấy tên gia hỏa tinh cung yếu nhược nhất. Chúng ta quyết không thể để bọn chúng thế chân tinh cung, thống trị loạn tinh hải được. Thiên ngộ tử gật gật đầu nói, vạn thiên minh cực kỳ hài lòng, đang muốn nói thêm nữa thì hai vầng hào quang đỏ, xanh xuất hiện ở vách núi cạnh chỗ nhập cốc, đất sung núi chuyển, nứt ra hai cái thông đạo, xem ra chính là đường thông vào bên trong. Bên ngoài chỗ lối vào của chúng có hai tấm bia đá dựng đứng, cao khoảng ba, bốn thước, một cái viết huyền tinh đạo, một cái viết dung nham lộ theo kiểu chữ cổ. lập tức mấy tu sĩ ở gần nhất cất bước đi qua đầu tiên, nhưng người mới đứng ở ngoài thông đạo dung nham lộ vẫn chưa kịp tiến vào trong mà đã có một luồng gió nóng hầm hập táp tới khiến cho người bên ngoài xây sầm mặt mày cảm thấy đầu lưỡi khô rát bên ngoài huyền tinh đạo thì lại khác có một luồng gió lạnh không ngừng thổi ra lờ mờ mang theo tiếng rít gào khiến người nhìn thấy liền cảm thấy tâm ý phát lạnh hàn lập chúng ta đi thôi sẽ tái tụ hợp tại đầu kia của thông đạo ngươi muốn đi đường nào ta tuy không thể tự mình mang ngươi theo nhưng sẽ cấp cho ngươi một kiện bảo vật chống lạnh giữ ấm cực âm tổ sư vừa thấy hai thông đạo hiện ra tinh thần phấn chấn đứng dậy rồi quay mặt hỏi Hàn Lập với vẻ cực kỳ quan tâm. Hàn Lập trên đường đi qua Quỷ Vụ đã nghe từ Linh Tiên Tử nói về sự tình của Băng Hỏa Đạo, biết rõ chỉ cần tiến vào thông đạo, người liền bị cấm chế truyền tống đến một vị trí nào đó của Đại Hạp gốc. Xác suất cùng người khác xuất hiện ở cùng một chỗ là cực kỳ thấp, cho nên đối phương mới nói ra những lời như vậy. Đồ đệ đi dung nham lộ bởi vì trên thân vừa lúc có một kiện ích hỏa y, có lẽ có chút tác dụng. Hàn Lập sau khi suy nghĩ liền chậm rãi nói, "Được rồi, vật này ngươi thu lấy đi với tu vi của ngươi có thêm nó vượt qua cửa ải này không thành vấn đề cực âm tổ sư không chút do dự từ túi chữ vật lấy ra một khối ngọc bội màu lam cấp cho hàn lập thật không nghĩ tới người nhỏ mọn như cực âm ngươi cũng hào phóng như vậy đây không phải là kiện bảo bối bạch tê bội sao man hồ tử vô ý nhìn rõ cảnh này có chút cười như không cười nói tiểu đồ tu vi còn thấp bản nhân thân là sư phó tự nhiên phải chiếu cố nhiều hơn Kiện bạch tê bội này tuy cũng chân quý nhưng ta đi bên huyền tinh đạo, lưu lại nó cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Ngược lại hình như ta nhớ Man Huynh có một kiện hàn băng châu, không bằng đưa thêm cho tiểu đồ, chắc chắn đạo hữu không muốn tiểu đồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trước khi chưa tiến vào nội điện chứ. Cực âm tổ sư không chút tức giận, mà cặp mắt khẽ động, mỉm cười nói. Hừ, trước khi chưa lấy được hư thiên đỉnh, bản nhân sẽ không để hắn chết dễ dàng đâu. Kiện hàn băng châu này là do ta hồi trẻ đoạt được. Tiểu tử, Tiện nghi cho ngươi rồi đó." Nói xong Man Hồ Tử liền lấy từ trên người ra một viên châu to bằng ngón chân cái, ném qua cho Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, sau khi tiếp lấy vật đó, luôn miệng cảm tạ. Mặc dù biết hai vị này đưa cho mình bảo vật hoàn toàn là do huyết ngọc chi chu nhưng có thể giúp hắn bình yên vô sự đi qua dung nham lộ, đúng là việc cầu còn không được. Hàn Băng châu tuy cũng lóe lên bạch quang như bạch tê bội của cực âm tổ sư nhưng khi cầm vật đó trong tay, hắn liền cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh buốt dùng mình một cái, nhanh chóng bỏ nó vào túi chữ vật. Cảm giác hoàn toàn khác với cảm giác ôn hòa của bạch tê bội, xem ra còn cao cấp hơn ngọc bội một cấp. Nho sinh lão giả thấy vậy liền cười hắc hắc, thân hình lóe lên, đi vào huyền tinh đạo đầu tiên, những tu sĩ khác cũng dựa theo phương án đã sớm lựa chọn, dồn dập đi vào đại hạp cốc. Trong chốc lát số lượng tu sĩ ở trước thông đạo đã giảm đi hơn phân nửa. Hàn lập người trước tiên nhập cốc đi, sau vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đầu kia của hạp gốc nơi có truyền tống trận cực âm tổ sư nhìn hàn lập một cái rồi ôn hòa nói hàn lập tự nhiên không có ý kiến gì khác sau khi đáp ứng liền hướng về phía thông đạo có tấm bia đá ghi dung nham lộ tuy nhiên trước khi bước vào thần sắc hắn vẫn như thường liếc nhìn xung quanh một lần kết quả là trong lòng có chút thấp thỏm bất an huyền cốt lão mà đến bây giờ vẫn chưa lộ diện chẳng lẽ đột nhiên cải biến chủ ý một mình trốn đi rồi hàn lập không khỏi nghĩ đến trường hợp xấu có thể xảy ra dù sao lòng người khó đoán cũng có thể huyền cốt thấy thế lực cực âm to lớn nên đã thay đổi kế hoạch tuy nhiên nếu thực sự xảy ra việc này lúc không ổn hắn tuyệt đối cũng không khách khí đem căn nguyên bên trong của lão ma nói ra để bảo mạng trong mắt hàn lập lóe lên hung quang ngẫm nghĩ khi hắn đang có chút oán hận thì thanh âm ung dung của huyền cốt bỗng vang lên bên tai hắn không cần thiết phải nhìn đông nhìn tây ta hiện tại đang ẩn nấp ở gần đây chỉ là chưa hiện thân mà thôi. Ngươi tự lo mình cho tốt đi, sau khi vượt qua băng hỏa đạo ta sẽ liên hệ với ngươi. Nói xong lời này, thanh âm huyền cốt liền ngưng bặt. Hàn lập trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng yên tâm, tiêu sái bước vào thông đạo. Từng luồng gió nóng dọc theo thông đạo táp vào mặt, khiến cho hàn lập vừa mới tiến nhập, lập tức cảm giác được thân hình như đang ở trong lò nướng. Hắn nhíu mày, ngưng thần nhìn về phía trước, thông đạo chỉ cao khoảng hai trượng cũng chẳng tính là to lớn gì, nhưng phía trước ẩn hiện hồng quang trói mắt, khiến người ta có chút kinh hãi. Hàn lập liếm liếm đôi môi khô khốc, lóe lên ánh mắt nghiêm nghị, lập tức bước tới từng bước một. Mỗi bước đi tới, hắn cảm giác như nhiệt độ không khí xung quanh giường như cao hơn một chút. Sau khi đi được khoảng 30 bước, hàn lập không có cách nào tiến tới nữa, bởi vì nhiệt độ xung quanh, cộng thêm một, hai luồng gió nóng không ngừng thổi tới, khiến da mặt hắn có chút đau rát. Hàn lập do so dự một chút, rồi phóng ra một tầng bảo vệ thủy thuộc tính hào quang màu xanh lam bao quang hàn lập cảm giác cực nóng lập tức giảm mạnh sau đó hắn lấy tay vỗ vào túi chữ vật một đạo thanh quang xuất hiện đó chính là kiện ích hỏa bảo y hàn lập không cần suy nghĩ đem nó mặc vào người nhất thời một cảm giác mát lạnh truyền ra khiến cho tinh thần hắn phấn chấn tiếp tục cất bước lên đường sau khi đi thêm vài chục bước nữa trước mắt bỗng nhiên sáng ngời một màn ánh sáng màu xanh xuất hiện cản đường hàn lập sau khi nhìn nhìn nó vài lần liền cắm đầu đi vào bởi vì hắn nghe được phía sau có tiếng bước chân chuyển đến xem ra có tu sĩ khác đi tới hắn thực sự không có hứng thú gặp mặt sau một trận xây sầm mặt mày hồng quang trói mắt nhiệt độ nguyên bản biến mất bỗng giống như quái thú quay lại tập kích khí thế hung dữ ùn ùn thổi tới khiến cho tầng bảo hộ thủy thuộc tính lóe lên vài cái lung lay giống như sắp đổ hàn lập giật mình một cái Tuy vẫn chưa kịp khôi phục lại trạng thái bình thường nhưng linh lực trên người hắn lập tức tuôn ra mạnh mẽ mới ổn định được tầng bảo vệ, sau đó Định Thần nhìn bốn phía. Núi đá màu đỏ thẫm, đất đai màu đỏ vàng, cây cỏ toát ra màu hồng, bầu trời chẳng khác là mấy, tất cả đều có màu sắc của ngọn lửa. Đứng ở bên trong tầng bảo vệ, trên thân có kiện bảo vật ích hỏa y, nhưng Hàn Lập vẫn có thể cảm ứng được rõ rệt loại cảm giác không khí như đang thiêu đốt này. Hàn Lập hít sâu một hơi, thần sắc trở nên âm trầm. Nếu thời gian ở trong tình huống với nhiệt độ như thế này chỉ là vài ba giờ thì hắn có thể không cần sử dụng bảo vật, chắn chắn đi qua dễ như trở bàn tay. Thế nhưng căn cứ theo lời của tử linh tiên tử thì ở cửa thứ hai băng hỏa đảo này tất cả tu sĩ đều không thể đằng không phi hành, chỉ có thể dựa vào đôi chân từ từ tiến lên phía trước mà thôi. Do đó nếu ai đó bị truyền tống xa hơn một chút, cũng chỉ có thể không ngừng không nghỉ đi vài ngày đêm mới đến được đầu kia của hạp cốc. Điều này không chỉ dựa vào tu vi của tu sĩ là làm được, còn phải xem hắn có bảo vật ngự hàn phòng hỏa hay không nữa. Đồng thời hoàn cảnh ác liệt trên đường không chỉ là vấn đề duy nhất mà chúng tu sĩ phải đối diện, trong hạp cốc còn có yêu linh thuộc tính băng, hỏa trời sinh mới là trở ngại lớn nhất khi muốn vượt cửa ải này. Mỗi lần vượt qua băng hỏa đạo đều có gần non nửa tu sĩ chết trong tay yêu linh kia. Hơn nữa trên đường còn có thể bị những tu sĩ tâm địa xấu xa đánh lén để đoạt bảo vật, cảnh này trước đó nhiều lần đã xảy ra. Dù sao càng gần đầu kia của hợp cốc, chỗ có truyền thống trận, càng có khả năng đụng độ tu sĩ khác. Mà đoạt lấy bảo vật ngự hàn, phòng hỏa của kẻ khác sẽ giúp cho cơ hội sinh tồn của chính mình trở trên dài hơn, chắc chắn một số tu sĩ dưới tình huống khó khăn sẽ không khách khí xuất thủ. Hàn lập đứng yên tại chỗ, không lập tức hành động mà một mặt nhíu mắt, xem xét chung quanh, một mặt phân tích tin tức đã biết. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, thần sắc hàn lập khẽ động, lấy ra bạch tê bội, đem nó của tại thắt lưng rồi thu lại tầng bảo vệ thủy thuộc tính. Bạch quang từ ngọc bội thay thế lam quang, bao lấy xung quanh thân hình của hắn. Pháp lực một điểm cũng không thể lãng phí, tại đây mà tính tọa nghỉ ngơi, thuần túy là hành vi tự sát. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, miễn cưỡng mới nhận chuẩn phương hướng của mặt trời rồi không chút ngập ngừng đi tới. Phía trước trừ từng đống từng đống loạn thạch và quái thụ cao nhọn khoảng nửa thân người thì căn bản chẳng có đường, chỉ có thể chạch choảng, chậm rãi mà đi. Sau khi đi một đoạn ngắn trong không khí nóng bỏng, Hàn Lập bị một đám cỏ dại rậm rạp tán phát ra hồng quang yêu dị cản đường hắn nhìn nhìn chúng không khỏi nhíu mày bỗng nhiên một quả cầu bằng nước màu xanh từ trong tay bắn ra đánh về phía đám cây cỏ kết quả trong nháy mắt lam quang tiếp xúc với chúng bục một tiếng vang lên rồi hóa thành hơi nước sắc mặt hàn lập khẽ đổi sau khi nhìn qua hai bên kết quả đập vào mắt chính là đâu đâu cũng là loại cây quỷ dị như vậy căn bản không có đường khác để đi hàn lập do dự cắn răng một cái thử thăm dò bằng cách dẫm lên chúng tới vài bước khi hai chân vừa mới tiếp xúc hàn lập cuối cùng cũng hiểu được sự đáng sợ của dung nham lộ đây đâu phải là cây cỏ rõ ràng chúng giống như lợi kiếm cực nóng không những sắc bén vô cùng mà còn tỏa ra hỏa nhiệt khiến hắn chịu đau khổ không nhỏ mặc dù có bạch tê bội và ích hỏa y bảo vệ không có gì quá đa ngại nhưng từ dưới chân vẫn chuyển đến từng trận đau nhói làm hàn lập bước từng bước rất khó khăn hàn lập chỉ đi khoảng vài trượng liền không thể không sử dụng tầng bảo hộ thủy thuộc tính thêm lần nữa triệt để bảo vệ toàn thân Tuy như vậy sẽ khiến pháp lực tiêu hao nhanh chóng nhưng nhìn chung giúp cho Hàn Lập đi nhanh hơn rất nhiều, giống như bay vậy. Hắn bất đắc dĩ phải thi triển la yên bộ, chỉ thấy một cái bóng màu xanh di chuyển lúc đông, lúc tây trong hồng quang như quỷ dị, thân hình hóa thành một điểm đen, từ từ biến mất. Bạc tự là một tu sĩ có thổ, hỏa linh căn, chỉ chưa tới 300 năm đã tu luyện đến cảnh giới hiện này, giúp hắn ngạo thị vài phiến hải vực, thanh danh hiển hách thậm chí rất nhiều người còn cho rằng hắn chính là một trong những tu sĩ có hy vọng kết thành nguyên anh nhất trong vòng 100 năm tới. Bạc tự rất thích hưởng thụ cảm giác được người khác kính nể, khen ngợi và ánh mắt ước ao. Nhưng tình huống của chính mình, hắn hiểu rất rõ ràng. Nếu không phải hắn năm đó khi đi du lịch, trùng hợp phát hiện được trong bụng của một con yêu thú cấp 4 có viên phân nguyên đan thời kỳ thượng cổ giúp hắn giảm được hơn trăm năm khổ tu, nếu không chỉ sợ hắn vẫn còn dậm trận tại chút cơ kỳ, không thể tiến bộ, và chính việc dùng nó giúp hắn nếm trải được sự ngon ngọt của linh dược thời thượng cổ nên hắn đã sớm chuẩn bị cho hành trình hư thiên điện lần này. Thừa dịp những người khác không chú ý, hắn đã bỏ ra số tiền lớn để mua một con hỏa long trùng. Hắn định mạo hiểm đi vào nội điện, dùng nó để đoạt lấy hư thiên đỉnh bảo vật đỉnh cấp, chấn động loạn tinh hải. Với nhiều bảo vật và bổ thiên đan truyền thuyết ở trong đỉnh đó, chắc chắn việc đột phá Nguyên Anh Kỳ chỉ là sợ tình sớm muộn mà thôi. chương 458, sinh tử lộ. Khi bạc tự tiến nhập hư thiên điện, hắn lần lượt thấy có nhiều lão quái Nguyên Anh Kỳ cũng đã đến nơi, như bị dội nước lạnh, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Nguyên Anh Kỳ tu sĩ tới chỗ này, đương nhiên là hướng tới bảo vật trong nội điện, điều này khẳng định rất khó khăn. Trước đây hư thiên điện tuy rằng cũng hấp dẫn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng chỉ có 3-4 người mà thôi. Thế nhưng lần này lại có tới 8 vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đương nhiên là làm cho hắn cảm thấy hy vọng càng thêm xa vời. Nhưng nếu đã tới nơi này, hắn cũng không muốn cứ như vậy chán nản trở về, nên vẫn còn ôm tia hy vọng vượt qua quỷ vụ và tiến vào dung nham lộ. Thật ra mà nói thì quỷ vụ cùng một cửa cực diệu huyễn cảnh phía sau khiến cho hắn có vài phần sợ hãi nhưng băng hỏa đạo thì hắn chẳng để vào trong mắt, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghi ngờ rằng bản thân mình không thể vượt qua. Bởi vì công pháp hắn tu luyện chính là Thái Dương Quyết có tiếng tăm không nhỏ ở loạn tinh hải. Thứ công pháp này ở loạn tinh hải cũng được bài danh trong 10 loại hỏa hệ công pháp đứng đầu, hắn đã dùng thái dương chân hỏa không biết bao nhiêu lần, khiến cho địch nhân biến thành cho bụi, tiến bọn họ xuống địa ngục vô tận, bởi vậy nên việc tị hỏa hắn tin tưởng 10 phần, cho rằng quá dễ dàng. Đương nhiên sau nhiều năm gian chân khổ luyện, hắn cũng sẽ không tự đại kiêu căng dùng hai bàn tay không để đi qua dung nham lộ này, nên hắn đã chuẩn bị hai kiện pháp khí phòng hỏa. Hắn không phải không muốn chuẩn bị thêm vài món nữa, nhưng vì mua hỏa long trùng nọ đã làm cho hắn gần như tán ra bại sản. Người mang thái dương quyết như hắn, cũng hiểu được với sự trợ giúp của hai kiện pháp khí kia, vượt qua dung nham lộ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại bạc tự mới thấy hối hận, bởi vì vừa tiến vào nơi này không lâu, hắn liền phát hiện Thái Dương quyết đích xác có khả năng tị hỏa kỳ diệu nhưng nếu hắn không muốn trong chốc lát bị nướng chính thì nhất định phải không ngừng vận dụng toàn lực Thái Dương quyết. Thật quá khác xa so với tưởng tượng ban đầu của hắn chính là chỉ cần tiêu hao một chút pháp lực là có thể không đếm xỉa đến hoàn cảnh ác liệt xung quanh. Ở bên ngoài thì hắn chỉ cần vận hành một thành công lực cũng đủ để tránh né hoàn toàn hỏa diễm thông thường. Hiển nhiên nhiệt độ do dung nham lộ tỏa ra cùng những ngọn lửa bình thường bên ngoài không giống nhau. Khẳng định nguyên nhân là do cấm chế ở bên trong có khả năng khắc chế hỏa hệ công pháp. Mà hai kiện pháp khí tị hỏa của hắn dưới hoàn cảnh quỷ dị này thực sự không có mấy hiệu quả. Điều này khiến cho hắn khi đi được một vài canh giờ thì tâm lý bắt đầu trở nên hoảng loạn. Bởi vì chiếu theo tốc độ tiêu hao của pháp lực, Tuy trên tay luôn luôn có một khối linh thạch để bổ sung linh khí nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được khoảng chừng nửa ngày nữa, lúc đó hắn sẽ vì pháp lực cạn kiệt mà biến thành cho bụi. Bạc tử tự, tự nhiên không muốn giải giáp quy hàng, hắn một bên khẩn trương chạy như điên một bên liên tục đưa mắt nước nhìn xung quanh. Thế nhưng chung quanh bốn phía lại rất tĩnh mịch, một bóng người cũng không có. Điều này làm cho ý nghĩ sát nhân đoạt bảo của hắn đã chết từ trong trứng nước. Càng lao vùn vụt như thế này về phía trước, càng làm cho sự tuyệt vọng của bạc tự thêm rõ ràng. Sau một thời gian chạy điên cuồng như thế, bạc tử cuối cùng cũng dừng chân, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mặc dù có gia trì thêm khinh linh thuật nhưng chiếu theo tốc độ hiện tại thì hắn căn bản không có hy vọng tới được đầu kia của hạp gốc. Hơn nữa hắn nếu lại chạy tiếp như vậy, cho dù có tình cờ gặp các tu sĩ khác, pháp lực trong người mình cũng sẽ chắc chắn không đủ. Đến lúc đó đừng nói chặn giết người ta, người ta vừa thấy hắn suy yếu như vậy, sợ rằng sẽ xuất thủ đối với chính hắn. Bạc tự giống như kiến bò trên chảo lửa, chạy qua chạy lại. Theo thời gian trôi đi, trong lòng không ngừng nảy ra đủ loại ý nghĩ. Nỗ lực tính toán tìm một con đường sống để ra ngoài. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ thẩm, sắc mặt hiện lên vẻ âm tình bất định. Một tia rứt khoát hiện lên trên mặt hắn, ngay sau đó hoàng quang chợt lóe, thân hình từ từ bay lên. Trong quá trình này, hai mắt hắn không chấp lấy một cái, vẻ mặt cực kỳ cẩn thận. Khi cách mặt đất khoảng 2-3 trượng thì vẫn không có chuyện gì xảy ra, điều này khiến cho thần sắc của hắn lộ ra vẻ vui mừng như điên. Bởi vì ở độ cao này, hắn hoàn toàn có thể làm phép phi hành. Mà hắn chỉ cần thi triển được phi độn thuật, đến đầu kia của hạp cốc chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Mạnh mẽ đè nén lại sự vui mừng trong lòng, bạc tự lập tức thi triển pháp quyết, thân hình hóa thành một đạo hoàng quang lóe lên rồi biến mất khỏi vị trí ban đầu. Âm, thanh âm vang lên, bạc tử vừa mới bay ra được 10 trượng thì bị một đạo sấm sét từ trên bầu trời đỏ thẩm trực tiếp bổ chúng người, ngay lập tức kêu thảm một tiếng, cơ thể liền biến thành cho bụi biến mất vô tung vô ảnh. Từ giữa không trung rớt xuống hai kiện đồ vật, rơi vào bên trong một bụi cỏ, không một tiếng động. Ở một nơi nào đó trên dung nham lộ, một vị Mỹ phụ sinh đẹp khoảng 30 tuổi khoác một tấm lụa mỏng màu lam chói mắt, đang trần trừ nhìn về dòng sông dung nham ở phía trước rộng khoảng 40 trượng thì chỉ có một cây cột đá rộng khoảng nửa thước mà thôi. Nhìn dòng dung nham nóng rực của con sông, hai hàng lông mày xinh đẹp của nữ tu sĩ nhíu chặt lại, thế nhưng sau khi do dự một chút, vẫn còn rẻ dặt bước trên thạch trụ đỏ bừng đó. Bàn chân vừa tiếp xúc lên mặt đá lập tức khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia đau đớn. Hiển nhiên nhiệt độ của thạch trụ không phải tầm thường, cho dù trên người nàng có khinh sa nọ bảo hộ nhưng vẫn phải chịu đau khổ không ít. Tuy nhiên nàng ta hiển nhiên cũng là hạng người có tâm trí kiên định. Sau khi cắn răng một cái, vẫn chậm rãi dọc theo thạch trụ từng chút một tiến tới phía trước, sắc mặt lộ vẻ cẩn thận. Ngay từ đầu đã cực kỳ thuận lợi, giúp nàng bình yên vô sự đi qua nửa đoạn đường nhưng khi nàng gần tiếp cận trung tâm thạch trụ thì bỗng nhiên một trận âm thanh ầm ầm từ phía xa truyền đến. Nữ tu sĩ xinh đẹp nhất thời ngẩn ngơ, không nhịn được hướng về phía thượng lưu của dòng sông. Kết quả đập vào mắt khiến sắc mặt nàng trắng bệch, đột nhiên một nỗi kinh sợ nổi lên. Một cơn lốc cực kỳ mạnh mẽ đang cuồn cuộn chuyển động từ phía thượng lưu xuống, ngay tức khắc biến thành một đầu cự long, trong nháy mắt dương nhanh múa vuốt phủ tới trước thạch trụ, cuốn nữ tu sĩ vừa mới bay lên không trung vào trong. Một tiếng kêu tuyệt vọng vang lên, thân ảnh của nữ tu sĩ đã biến mất vô tung vô ảnh. Một lát sau, trên dòng dung nham phía dưới thạch trụ lóe lên một kiện đồ vật màu xanh lam, sau đó chìm xuống dưới đáy. Một nơi nào đó gần băng sơn của Huyền Tinh Đạo, một gã trung niên và một lão giả đang tựa lưng vào nhau chiến đấu với hơn 10 quái vật toàn thân trong suốt, hào quang bắn ra bốn phía, nhưng sau đó không lâu thanh âm chiến đấu đã ngừng lại. Quái thú chỉ ở lại chỗ đó một lát rồi lập tức giải tán trên mặt đất chỉ để lại hai cái thi thể không trọn vẹn mà ở một chỗ khác của huyền tinh đạo cực âm lão tổ đang thảnh thơi dạo bước trên phiến băng hắc khí trên người lấp lánh không có chút lạnh lẽo nào thỉnh thoảng có quái thú trong suốt từ trong băng xuất hiện muốn đánh lén cực âm lão tổ đều bị lão quái hời hợt phất tay hắc quang chợt lóe dễ dàng đem những quái thú này cắt thành hai đoạn sau đó cực âm lại làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi trên ngọn núi nhỏ hàn lập kinh ngạc nhìn về phía trước thần sắc có chút lưỡng lự hắn lúc đầu thi triển la yên bộ để nhanh chóng đi qua vùng cây cỏ quỷ dị kia, sau đó liền khôi phục tốc độ di chuyển như bình thường. Dù sao la yên bộ vẫn quá sức đối với cơ thể hắn. Cho dù với sự kiên cường dẻo dai của cơ thể đã được tăng lên sau khi kết đan, cũng vô pháp duy trì liên tục trong thời gian quá dài. Đương nhiên, nếu so sánh với thời điểm trúc cơ lúc đầu, tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Sau đó, hắn lại phải băng qua một đoạn ao đầm chứa dung nham vô cùng nguy hiểm. Tuy là thực địa nhưng trên thực tế dung nham lại ngấm ngầm đánh lén, cho dù là người có thần kinh cứng cỏi như Hàn Lập, sau khi đi qua toàn thân cũng xuất ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn đã sớm sử dụng hàn băng châu của man hồ tử cấp cho và ngay lập tức sử dụng nó để bảo vệ toàn thân khi rơi vào bên trong dung nham, nếu không chỉ sợ hắn cho dù không chết, sớm đã bị cái nóng khiến cho chóc da chảy vảy. Về phần sau khi thông qua phiền rừng rậm quỷ dị, lại bị hai ba con viêm linh thú dây dưa, đồng dạng cũng khiến cho hàn lập phải dụng một chút sức lực mới có thể an toàn đi qua nhưng những địa phương đều không khiến cho hàn lập khiếp sợ như cảnh tượng đang bày ra trước mắt bởi vì ở trước mặt hắn là một sa mạc màu đen rộng mênh mông bát ngát không sai đó chính là những hạt cát và cồn cát màu đen cảnh tượng quỷ dị này tự nhiên làm cho hàn lập có phần bất an không dám liều lĩnh tiến vào bên trong đi đường vòng cũng không có khả năng hắc sa mạc này diện tích thực sự quá lớn nếu như đi đường vòng thì tối thiểu cũng chậm trễ hai ngày thời gian. Dựa theo kinh nghiệm của các tu sĩ đã thành công lúc trước, thời gian thông qua cửa ải này phải trong 5 ngày. Bằng không truyền tống trận sẽ hoàn toàn đóng kín, người bị hãm bên trong tự nhiên là hữu tử vô sinh. Mà theo Hàn Lập tính toán thì hắn mới chỉ đi đến đoạn giữa của hạp cốc và tiêu tốn mất hai ngày, thời gian còn lại thật sự là không đủ mà hắn cũng không muốn mạo hiểm lần này. Dù sao ai biết phía sau sa mạc này còn có thứ quỷ quái gì đang chờ, nói không chừng thời gian kéo dài càng lâu. Hàn lập cau mày, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng phỏng đoán nơi này rút cuộc đang che đậy nguy hiểm gì. Nhưng đúng lúc này thần sắc hàn lập khẽ động, không quay đầu lại nhìn mà thân hình nhoáng lên một cái, người liền biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này phía sau mới mơ hồ có âm thanh truyền đến. mươi 459, hắc sa mạc, không lâu sau từ một bên của ngọn núi xuất hiện một nam tử chậm rãi đi tới. Người này khoảng độ 40 tuổi, khuôn mặt vàng vọt, chính là vị tu sĩ khi ở đại điện nhìn cực âm sợ sệt như sợ hổ vậy. Lúc này hắn đội cái nón hình dáng kỳ lạ màu xanh biếc, tay cầm một cái bát ngọc màu trắng, tại địa phương khốc liệt như thế này mà trên thân vẫn lở mở phát ra hàn khí. Có thể thấy được vật này chẳng phải tầm thường, người này vừa mới đi lên đỉnh núi, vẻ mặt liền mang vẻ cảnh giác, không ngừng nhìn ngó xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi thấy bốn phía vẫn vắng tanh vắng ngắt, không có gì kỳ lạ, vẻ mặt cẩn thận lại tăng thêm ba phần trước đó không lâu hắn từ xa đã nhìn thấy trên ngọn núi hình như có một bóng người lóe lên bây giờ đến nơi này lại chẳng thấy tung tích đâu khiến cho hắn càng cẩn thận lạnh lùng nhìn quanh thêm lần nữa rồi chẳng mở miệng nói gì lấy hai ngón tay đưa vào trong bát sau đó đột nhiên rút ra một đạo bạch quang xuất hiện hóa thành một đạo cầu vòng xoay tròn trên đỉnh đầu hắn đi nam tử mặt vàng bắt quyết trong miệng khẽ hô lên bùm một âm thanh vang lên Bạch quang sau một trận rung động liền nổ tung, biến thành từng điểm tinh quang giống như tiên nữ rắc hoa, đem phương viên vài chục trượng bao phủ vào trong. Bạch quang rơi vào đâu thì mặt đất đỏ hồng ở phía dưới liền ngưng kết lại một tầng băng lạnh, nhưng bốn phía vẫn không có điều gì dị thường xuất hiện. Nam tử thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn cúi đầu suy nghĩ, trong lòng không nghĩ rằng mình lúc trước hoa mắt nên đem việc này quăng ra khỏi trí óc, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía sa mạc. Địa phương này thực quá tà môn. Nam tử một bên xem xét, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng có chút chủ trừ. Tuy nhiên hắn chỉ suy ngẫm trong một khoảng thời gian, sau đó phất tay áo, một đạo hồng quang bắn ra, đáp xuống mặt đất. Sau khi hào quang biến mất, một con linh thú nhỏ màu đỏ giống như hồ ly xuất hiện tại chỗ đó. Ngón tay nam tử bắn ra một viên dược hoàn màu xanh biếc. Tiểu thú hé miệng, nuốt dược hoàn vào, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Đi, tu sĩ mặt vàng không khách khí chỉ về phương hương sa mạc, ra lệnh tiểu thú. Tiểu thú lúc này động thân, hóa thành một đạo hồng quang bay xuống chân núi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sau một khoảng thời gian nó đã xâm nhập vào trong sa mạc được khoảng chục trượng và bình yên quay trở về. Không có hiện tượng dị thường nào phát sinh, dường như hắc sa mạc này ngoại trừ màu sắc, những cái khác đều giống như sa mạc bình thường. Sắc mặt nam tử kia lộ suốt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên kết quả kia thực sự ngoài ý muốn. Hắn vốn nghĩ rằng hồng ly thú kia sẽ bị tiêu diệt. Dù sao nó cũng chỉ là một loại linh thú phổ thông cấp 1, ngoại trừ hành động lanh lẹ, khứu giác cực kỳ thính thì không còn năng lực lợi hại nào khác cả, nếu bị chết thì hắn chẳng đau lòng một chút nào. Hắn nhíu mày, chầm chằm nhìn tiểu thú từ trong sa mạc quay về, sau đó mới hô một tiếng, thu nó trở về trong tay áo của mình. Tiếp theo ánh mắt nam tử bất định nhìn sa mạc, trở nên im lặng. Nhưng lần này hắn chỉ trần chờ một lát, hai chân khẽ động, lập tức hạ sơn, cẩn thận đi về phía sa mạc. Hắn không biết khi mình vừa xuống núi thì hàn lập xuất hiện tại đỉnh núi mặc dù vừa rồi nam tử mặt vàng thi pháp tìm kiếm nhưng với thuật ẩn thân từ công pháp vô danh kia cộng với việc thi triển la yên bộ hắn rất dễ dàng tránh thoát khỏi công kích của đối phương khiến nam tử kia không thể phát hiện mà hàn lập rất tự tin cho dù đối phương là tu sĩ kết đan trung kỳ nhưng chỉ cần tới gần và đồng loạt phóng ra thanh trúc phong vân kiếm tuyệt đối có thể một kích giết chết khiến cho đối phương hồn phi phách tán điều này khiến cho hàn lập do dự hơn nửa ngày không biết nên giết để đoạt lấy hai kiện bảo vật không tầm thường kia hay là để cho đối phương đi trước dò đường giúp mình. Sau khi đối phương để cho tiểu thú thăm dò một vòng trên sa mạc mà không xuất hiện điều gì thì Hàn Lập đã hoàn toàn bỏ đi ý định ra tay mà để cho nam tử kia đi trước mở đường. Hắn tuyệt đối không tin hắc sa mạc này một chút nguy hiểm cũng không có. Đồng thời hắn đã có bạch tê bội, hàn băng châu, hai thứ này cũng đủ giúp hắn tị hỏa, không quá cần bảo vật của đối phương. Nam tử mặt vàng không có chút phát hiện nào đối với việc hàn lập tự nhiên xuất hiện ở sau lưng, cuối cùng cũng đạp lên những hạt cát màu đen, đi vào sa mạc quỷ dị. Một trượng, hai trượng, thân sắc nam tử càng ngày càng khẩn trương, sớm đã dùng cái nón phóng xuất ra một tầng hộ cháo màu xanh, đem toàn thân bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng khi hắn đi vào sa mạc được khoảng trăm trượng vẫn không có gì xảy ra, lúc này nam tử mới buông lỏng tinh thần một chút, yên tâm hơn rất nhiều. Chiếu theo lẽ thường khi đã thâm nhập sâu như vậy, nếu có gì nguy hiểm thì phải xuất hiện sớm rồi hàn lập ở phía sau nhìn thân ảnh dần dần nhỏ lại của nam tử kia vẻ mặt lộ suốt nét kinh ngạc chẳng lẽ hắn thực sự đoán sai hát sa mạc này nhìn thì cực kỳ kinh người nhưng trên thực tế lại không có vấn đề gì sớm biết như vậy thì đã xuất thủ giải quyết người này đoạt lấy hai kiện bảo vật trong lòng hàn lập có chút hối hận nhưng lúc này ở xa xa đột nhiên xảy ra kinh biến khi nam tử mặt vàng đang bước cao bước thấp đi tới thì bỗng nhiên vô số hạt cát màu đen bay lên chúng lơ lửng trên không trung bao vây lấy hắn từng đoàn u quang tán phát ra, vô thanh vô tức, có vẻ vô cùng quỷ dị. Nam tử cũng là người có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lập tức đem bát ngọc quang lên bầu trời, một mảng bạch quang từ trong bắn ra, tăng thêm một tầng hộ cháo ở bên ngoài. Nhưng lúc này những hạt cái màu đen kia trong nháy mắt đã hóa thành vô số tiểu trùng có cánh, khí thế long trời lở đất hướng về phía nam tử đang tràn ngập vẻ sợ hãi. Nam tử gầm lên một tiếng, bạch quang đại thịnh, vô số băng thuẫn to bằng bàn tay xuất hiện chung quanh, tiếp theo nhanh chóng xoay tròn, hình thành nên một bạch sắc cụ phong bao phủ hắn vào bên trong giờ phút này hắn đã nhìn rõ chân diện mục của bọn tiểu trùng kia đó chính là một loại kiến bay đen tùi lùi số lượng khoảng trên vạn con quá sức dọa người nam tử mặt vàng nhanh chóng suy nghĩ liều mạng nhớ lại bọn tiểu trùng này rút cuộc là loại gì đồng thời có nhược điểm nào nhưng không chờ đến lúc hắn nghĩ ra thì bọn chúng đã tấn công lên cụ phong bảo vệ do băng thuẫn hóa thành bụp bụp âm thanh liên tiếp vang lên tất cả kiến bay đều bị dội ngược trở lại bắn ra xa hơn chục trường. Nam tử thấy vậy, trong lòng yên tâm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng một lát sau sắc mặt vui mừng kia bỗng ngưng trệ. Bởi vì bọn kiến bay kia sau khi lăn lộn té ngã mấy vòng liền đập đập cánh phóng tới, một chút bị thương cũng chẳng có. Điều này khiến cho hắn kinh hoàng. Sau đó hắn không chút do so dự khoát tay, một thanh phi đao màu xám bay ra, hóa thành một đạo hào quang dài khoảng một trường, hung hăng chém tới đám kiến bay phi đao vừa mới thoát ra khỏi cụ phong bảo vệ thì gần vạn con kiến bay ông ông một tiếng ùn ùn kéo lên mặc cho phi đao điên cuồng chém xuống nhưng bọn chúng vẫn không hề bị thương ngược lại trong nháy mắt đã bám đầy phi đạo bao vây nó vào trong nam tử mặt vàng cực kỳ kinh hãi đang muốn thu hồi pháp bảo nhưng đã quá muộn phi đao sau mấy lần lóe lên hào quang liền bị đám kiến bay phá hủy một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra sắc mặt trở nên trắng bệch pháp bảo liên quan với tâm thần bị hủy đi khiến cho hắn nguyên khí đại thương. Hắn không dám trần chờ nữa mà vội vàng thúc giục cụ phong bảo hộ chạy như điên, chỉ cần thoát ra khỏi sa mắc, hắn chưa chắc sẽ không có cơ hội sống sót. Nhưng lúc này bọn kiến bay sau khi thôn vệ hoàn toàn phi đao liền đứng yên một chỗ, không truy đuổi hắn mà thực hiện một cử động khiến cho người ta cứng lưỡi, há hốc mồm. Chúng trong phút chốc đã tụ tập lại một chỗ, sau khi hắc quang lóe lên liền hóa thành một thanh trường mâu dài khoảng vài trường trong âm thanh thê lệ trói tai, trường mâu phá không phóng vụt tới. Nam tử mặt vàng cực kỳ kinh hãi, vội vàng xuất ra linh lực, khiến cho cụ phong bảo vệ mãnh mẽ, mẽ thêm ba phần. Trường mâu liền nhập vào bên trong đó, bùm, âm thanh vang lên, trường mâu lóe lên rồi biến mất, xuyên thủng vòng bảo vệ. Ngọn mâu sắc bén, toàn thân trường mâu đều loang lổ những vết máu đỏ tươi.